Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1421, cùng hưởng tài nguyên 3. Lưu Kim Thành nói, chúng tôi và xưởng bia Tân Hải đã nói chuyện hai lần, đối với chi tiết hợp tác đã đàm luận thỏa đáng trên cơ bản, thế nhưng xưởng bia Tân Hải hiện tại chỉ ở trong khu vực thị trấn Tân Hải, phát triển sau này sẽ gặp phải hạn chế rất lớn, chúng ta muốn tìm một chỗ tại Tân Hải xây dựng lại xưởng mới một lần nữa. Trương Dương nói, tốt, có ý đồ sơ bộ gì hay không? Lưu Kim Thành nói, phía xưởng bia dẫn chúng tôi đi xem cánh đồng khu khai phát, nhưng tình hình của khu khai phát Tân Hải thực sự không được tốt lắm, đừng nói không thể so sánh với Giang Thành, mà ngay cả so với khu khai phát Xuân Dương cũng kém hơn. Nói đến đây, Lưu Kim Thành ý thức được mình nói có chút quá, cười cười nói, bí thư Trương, tôi ăn ngay nói thật, ngài đừng trách. Trương Dương nói đi, tôi đây chính là thích người khác nói lời nói thật. Lưu Kim Thành nói, tôi có chút không rõ. Tân Hải rõ ràng có cảng của chính mình, lúc thành lập khu khai phát vì sao lại chọn địa phương ở cách xa cảng như vậy, điều này sẽ làm lực hấp dẫn đối với bên ngoài giảm mạnh, đối với thành phẩm vận tải của nhà máy hiệu buôn khác cũng sẽ tạo thành lãng phí. Trương Dương nói, chuyện này tôi cũng suy nghĩ tới rồi, chờ tôi trở lại sẽ thảo luận vấn đề định vị khu khai phát, lão Lưu à, anh cứ phóng tay mà làm, chỉ cần tới Tân Hải đầu tư là sẽ không sai, trên mặt chính sách tôi tuyệt đối sẽ ưu đãi cho các anh. Lưu Kim Thành nói, bí thư Trương, ngài đã lên tiếng, tôi còn có cái lo lắng gì chứ? Trương Dương tại xưởng rượu Giang Thành khảo sát một vòng, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, Lưu Kim Thành bảo căn tin chuẩn bị cơm nước, tầm hơn 10 giờ liền mời Trương Dương đi ăn, buổi trưa ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng đều giữ hắn ở lại đây ăn. Thấy mưa lớn như vậy, Trương Dương cũng bỏ đi ý niệm đi dạo nơi khác trong đầu, vốn hắn còn muốn đi tới thực địa nhà máy điện mặt trời ở Phong Trạch khảo sát một phen. Nhưng mưa lớn như vậy, chạy đi qua bên kia là không hiện thực. Nếu Lưu Kim Thành đã có thịnh tình như vậy, cung kính không bằng tuân lệnh, Trương Dương gọi điện thoại thông báo cho đám người Đỗ Vũ Phong, Tần Bạch, Triệu Tân Vĩ, Ngưu Văn Cường. Đỗ Vũ Phong và Triệu Tân Vĩ hôm nay đều ở tại Giang Thành, Tần Bạch ở tại sân bay mới, Ngưu Văn Cường ở tại thị trấn Phong Trạch. Bất quá mấy người kia nghe nói Trương Dương tới, lập tức biểu thị buổi trưa nhất định chạy tới gặp mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi thông báo cho bọn họ xong, Trương Dương suy nghĩ một chút liền gọi cho Tô Tiểu Hồng nói một tiếng. Tuy rằng Tô Tiểu Hồng là người được thông báo muộn nhất, nhưng Tô Tiểu Hồng lại là người đến sớm nhất. Chờ Tô Tiểu Hồng đi tới, Trương Dương mới biết được Tô Tiểu Hồng hôm nay đã là một trong các cổ đông của xưởng rượu Giang Thành, nàng nhập cổ phiếu cũng không phải đầu tư, mà là nhập cổ phiếu kỹ thuật, lại nói tiếp từ sau khi trò chuyện về vài vò rượu ở nhà ông nội của Tô Tiểu Hồng, Lưu Kim Thành ngẫu nhiên được thưởng thức qua thứ rượu kia một lần. Từ đó về sau nhớ mãi không quên, sau lại tìm được Tô Tiểu Hồng muốn một vò, Tô Tiểu Hồng dù sao cũng là một người làm ăn, nàng nhạy cảm liền cảm thấy được cơ hội kinh doanh ở trong đó. Sau một phen đấu trí đấu dũng khí, vững tin Lưu Kim Thành là muốn từ trong rượu tổ truyền của nàng nghiên cứu chế tạo ra bí phương ủ rượu, Tô Tiểu Hồng gần đây đã đem quán Ngư Mễ Chi Hương chuyển nhượng ra ngoài, tiền bán được giao cho Phương Văn Nam, để giúp hắn một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp. Cô ta đang không có chuyện gì làm, thấy cơ hội này đương nhiên không thể buông tha. Vì vậy sau khi Tô Tiểu Hồng cùng Lưu Kim Thành nói chuyện một phen, mang theo vò rượu kia cộng thêm 300 vạn tiền mặt nhập vào cổ đông của xưởng rượu Giang Thành, hôm nay đã là một trong các cổ đông của xưởng rượu Giang Thành. Thế nhưng Trương Dương đi qua, Tô Tiểu Hồng cũng không biết, nhìn thấy Trương Dương, Tô Tiểu Hồng không nhịn được oán giận nói, bí thư Trương, hôm nay ngài làm quan là càng lớn, nhưng trong mắt cũng càng ngày càng khinh thường người ta. Trương Dương cười nói, chị Hồng, chị chế giễu tôi rồi, tôi chỉ là một cán bộ cấp huyện nho nhỏ, không tính là cái đại quan gì, hơn nữa, khi tôi trở về là gọi điện cho chị đầu tiên, lần trước chị đi công tác, tôi và Tô Cường đã gặp mặt, không tin chị cứ hỏi hắn. Tô Tiểu Hồng nói, tính là cậu còn có lương tâm, bất quá hiện tại Ngư Mễ Chi Hương đã không còn, muốn ăn cơm chỉ có thể đi Tân Đế Hào. Trương Dương biết chuyện Tô Tiểu Hồng chuyển nhượng Ngư Mễ Chi Hương tài trợ Phương Văn Nam. Đối với nghĩa cử của nàng cũng là phi thường kính phục, thấp giọng nói chị Hồng là nữ trung hào kiệt. Tô Tiểu Hồng nói, đừng nói lung tung. Lúc hai người nói, Đỗ Vũ Phong và Triệu Tân Vĩ đã tới, Lưu Kim Thành liền mời bọn họ tới căn tin của xưởng rượu, đừng xem thường là căn tin xưởng rượu, trình độ của dầu bếp ở đây cũng đạt đến tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao, các món ăn sơn hào hải vị cùng dân dã thôn quê đều đã chuẩn bị một bàn lớn, dùng rượu tự nhiên chính là sản phẩm Đại Minh Xuân mới nhất của bọn họ. Lưu Kim Thành hỏi ý Trương Dương, chính là đợi Ngưu Văn Cường và Tần Bạch tới mới mở tiệc, đợi tới tầm 12 rưỡi,
Tần Bạch và Ngưu Văn Cường cùng nhau đi qua, Ngưu Văn Cường vừa vào cửa liền đã ồn ào, hôm nay mưa ghê gớm thật, càng ngày càng mau mà không ngừng lại. Hắn thấy tất cả mọi người đang chờ mình, liền nhếch môi nở nụ cười, làm gì đây? Các vị cứ ăn trước đi, tôi và Tần Bạch cũng không phải đại lãnh đạo gì, chờ chúng tôi để làm gì chứ? Trương Dương nói, nếu như không chờ anh, không chừng đã bị anh nói cho điếc tai rồi. Tôi là cái loại người đó sao? Ngưu Văn Cường đi tới bên người Trương Dương ngồi xuống. Tần Bạch hướng Trương Dương cười cười, kêu một tiếng Dương ca, tiểu tử Tần Bạch này cũng không phải không biết gì, bên ngoài chuyện xấu của Trương Dương và chị gã đã bay đầy trời, gã từ biểu hiện bây giờ của chị cũng nhìn ra chút mánh khóe, biết rằng quan hệ của Trương Dương và chị mình không bình thường, bất quá chuyện này không tới phiên gã quản. Tại đáy lòng gã, thật sự là muốn có một người anh rể như Trương Dương, thế cũng thật không tồi. Lưu Kim Thành tự mình mời rượu, đưa lên một cái vỏ rượu 10 cân, Lưu Kim Thành bỏ đi niêm phong, bật nắp bình ra, trong lúc nhất thời hương rượu ở bên trong tỏa ra bốn phía, Trương Đại Quan Nhân hít hít vào mũi, rượu này lại có thể thực sự rất giống mùi vị rượu tổ truyền của Tô Tiểu Hồng. Tô Tiểu Hồng cười khanh khách nhìn Trương Dương nói, có nhìn ra được cái gì không? Trương Dương nói, rượu này rất giống với rượu Văn Khởi tổ truyền của chị. Tô Tiểu Hồng nói, thành phẩm của xí nghiệp rượu Tô Thị tất nhiên có chút giống nhau. Lưu Kim Thành kháng nghị nói, không phải là xí nghiệp rượu Tô Thị, là xưởng rượu Giang Thành, vấn đề nguyên tắc chính là không thể nói giỡn. Y dùng gáo rượu rót cho mỗi người một bát, uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to cho tới bây giờ đều là tập quán của người Giang Thành. Trương Dương bưng bát rượu trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm. Nhắm mắt lại thưởng thức một chút, Lưu Kim Thành rất khẩn trương nhìn phản ứng của Trương Dương, y biết Trương Dương là một người người thích rượu, cũng là một người cao thủ bình phẩm rượu, rất lưu ý tới lời bình của Trương Dương. Chương 1422, dám làm dám chịu một. Trương Đại Quan Nhân Dương đôi mắt nói, rượu này nếu như để vài năm nữa thì rất tốt, bất quá còn kém vài vò rượu tổ truyền kia của Hồng Tỷ, nhưng đã có tầm 8 phần tiêu chuẩn, không tồi. Thực sự không tồi. Lưu Kim Thành thoải mái nở nụ cười. Đỗ Vũ Phong cũng là người ham rượu, uống một ngụm cũng là khen không dứt miệng, sức chiến đấu của đám người này cũng là tương đối kinh người. Qua một buổi trưa, vò rượu đế 10 cân bị bọn họ uống một cái ngửa đáy lên trời. Lưu Kim Thành còn chuẩn bị lấy thêm rượu, Trương Dương xua tay xin miễn, rượu cho dù tốt, uống nhiều cũng có hại đối với thân thể. Trương Đại Quan Nhân tất nhiên là không có việc gì, thế nhưng đám bạn này của hắn thì đúng là vậy. Ngưu Văn Cường đã uống đến miệng đầy lửa, còn Triệu Tân Vĩ ở đàng kia cười ngây ngô. Tần Bạch còn đỡ, bất quá cả đầu lưỡi cũng thẳng ra. Tử lượng của Lưu Kim Thành và Đỗ Vũ Phong đều rất lớn, hai người bọn họ tương đối bình tĩnh, Tô Tiểu Hồng uống ít nhất nên cũng không có việc gì. Nàng cười nói, Trương Dương nói rất đúng, không thể uống nữa, mọi người gặp mặt vui vẻ, nghìn vạn lần đừng uống tới chết ngạt đó. Như vậy đi, buổi chiều toàn bộ khách sạn Hoàng Cung đều nghỉ, tôi mời các cậu đi tắm. Ngưu Văn Cường cười nói, Hồng Tỷ, cùng nhau tắm. Thật vậy chăng? Tô Tiểu Hồng giơ tay một cái nhéo cái lỗ tai của gã, cười khanh khách nói, cậu bớt nói vớ vẩn đi, lại có thể dám đùa giỡn lão tỷ, có tin tôi đem cậu chém thành một tai hay không? Mắt Ngưu Văn Cường mê ly nói, nếu như cùng nhau tắm, rớt mất một cái lỗ tai cũng đáng. Mọi người cả bàn nở nụ cười. Tô Tiểu Hồng cũng là người thích nổi loạn, cái chàng diện dạng gì chưa thấy qua chứ? Nàng cười đứng dậy nói, đi thôi, đều đi tắm một cái đi, cho đầu óc tỉnh táo lại. Lưu Kim Thành kêu một chiếc xe khách, gọi tới hai gã tài xế, một người trong đó lái xe của Trương Dương đưa đến khách sạn Hoàng Cung. Sau khi Tô Tiểu Hồng an bài xong cho bọn hắn, chính mình cũng đi nghỉ ngơi. Mấy người tại tổng phòng tắm, tắm sạch hơn tiếng đồng hồ. Lúc này mới hoán đổi quần áo đi tới phòng nghỉ, Tô Tiểu Hồng đã cho chuẩn bị nước trà và mâm đựng trái cây chu đáo. Ngưu Văn Cường lúc này tỉnh táo hơn một chút, nhấp một ngụm trà nói, rượu này con mẹ nó đủ kính, lão Lưu quay lại nhớ chuẩn bị cho tôi một vò. Lưu Kim Thành cười nói, yên tâm đi, mỗi người đều có, bây giờ còn thuộc về giai đoạn điều chỉnh sản phẩm, chờ tới lúc hoàn thành cuối cùng khẳng định sẽ còn ngon hơn. Đỗ Vũ Phong nói, được rồi, bây giờ còn tốt. Chờ tới các anh điều chỉnh hoàn thành toàn bộ sẽ bắt đầu chữ hàng, quy tắc ngầm ủ rượu đó ai chẳng biết chứ. Lưu Kim Thành nói, người khác làm thế nào tôi mặc kệ, xưởng rượu Giang Thành chúng tôi sẽ không làm chuyện tự đạp bảng hiệu như thế. Triệu Tân Vĩ nói, nếu như các anh có thể thủy chung bảo trì tiêu chuẩn ủ rượu như hiện tại, tôi thấy không cần thời gian bao lâu là có thể lao ra Bình Hải hướng tới toàn quốc, sau đó muốn nổi danh cùng rượu Ngũ Lương Mao Đài cũng có hy vọng.
Lưu Kim Thành nói, lòng tôi không lớn như vậy, chỉ cần có thể tiến nhập vào trong các rượu nổi tiếng trong nước, tôi đã thỏa mãn rồi. Tần Bạch lúc này đang ngủ. Cửa phòng bị gõ nhẹ, Tô Tiểu Hồng mang theo vài tên phục vụ xoa bóp đến, nàng cười nói, những chuyên gia massage này đều là tôi dùng lương cao mời tới phục vụ, các cậu cảm thụ một chút đi. Tô Tiểu Hồng nói với Trương Dương, cậu tới. Tôi có lời muốn hỏi cậu. Trương Dương tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi ra ngoài. Ngưu Văn Cường nói, tên gia hỏa này sẽ không phải là cả Hồng tỷ cũng không buông tha chứ. Đỗ Vũ Phong ở bên kia đã nở nụ cười, Lưu Kim Thành nói, cái mồm thối của cậu thực sự là muốn ăn đòn, nói bậy bạ gì đó. Tô Tiểu Hồng tìm Trương Dương là vì chuyện của Phương Văn Nam, công trình Phương Văn Nam nhận được từ tập đoàn Thân Hải xảy ra một ít vấn đề, sở dĩ hắn có thể nhận được công trình của tập đoàn Thân Hải là bởi vì quan hệ của Triệu Bắc Tường. Triệu Bắc Tường vốn là phó chủ tịch của tập đoàn Thân Hải, thế nhưng tại trong sự biến động nhân sự năm nay của công ty, Triệu Bắc Tường bị thua. Vị trí của hắn bị người khác thế thân, Triệu Bắc Tường bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn từ chức. Triệu Bắc Tường mất đi quyền lực tự nhiên không cách nào tiếp tục chiếu cố Phương Văn Nam, mà công trình nhà xưởng Phương Văn Nam nhận được hiện tại cũng gặp trắc trở. Ngay từ đầu chỉ là nộp tiền ký quỹ lên trên, hiện người phụ trách tại Thân Hải yêu cầu hắn kiểm kê vốn đầu tư. Hơn nữa tiến hành mọi cách làm khó dễ hắn. Phương Văn Nam thật vất vả mới có một cái cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng không nghĩ tới gặp phải loại biến cố này, hôm nay Phương Văn Nam cũng là hết đường xoay sở. Trương Dương nói, làm sao chị biết? Tô Tiểu Hồng thở dài nói, tôi vẫn quan tâm tới chuyện của hắn, giữa tôi và hắn dù sao từng có một đoạn quá khứ. Trương Dương gật đầu nói, tôi nghe được Viên Ba nói tới chuyện của chị chuyển nhượng Ngư Mễ Chi Hương chính là vì hắn. Tô Tiểu Hồng nói, không có hắn thì không có tôi hiện tại, tuy rằng hắn cũng từng làm tôi tổn thương, thế nhưng chuyện đã qua rồi, tôi đối với hắn không có yêu, cũng chưa nói tới hận, coi như là quen biết một hồi đi, tôi muốn giúp hắn. Thế nhưng tôi cũng không muốn cho người ta biết, khi đó tôi đưa cho Viên Ba 500 vạn kia chính là không muốn cho Phương Văn Nam biết, nhưng không nghĩ tới hắn lại nói cho cậu biết. Trương Dương nói, chị yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện này. Tô Tiểu Hồng nói, Trương Dương. Tôi biết cậu là một người đáng tín nhiệm, cho nên lúc tôi biết chuyện này mới tìm tới cậu. Trương Dương nói, khu Tân Hán của tập đoàn Thân Hải ở tại khu khai phát Đông Giang, như vậy đi, tôi hiện tại gọi điện thoại cho Lương Hiểu Âu, cô ấy là chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang, hạng mục của tập đoàn Thân Hải chính là cô ấy dẫn vào khu khai phát. Thứ 9 bách 38 Trương dám làm dám chịu thưởng. Trương Dương nói được thì làm được, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Lương Hiểu Âu. Sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương, Lương Hiểu Âu cũng cảm thấy phi thường mừng rỡ, nàng cười nói, bí thư Trương, không nghĩ tới anh còn chưa quên lão bằng hữu tôi đây, năm đó khi anh rời khỏi Đông Giang, tôi còn chuẩn bị tiễn đưa anh đó, đáng tiếc không kịp. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Lương quá khách khí rồi, lúc tôi rời khỏi Đông Giang chưa từng nói qua với ai, có câu nói như thế nào nhỉ, gọi là trần chuồng đến thì đi không lo lắng. Thằng nhãi này cố tình quấy rầy Lương Hiểu Âu một chút. Lương Hiểu Âu phì một cái nói, bí thư Trương, anh chính là quan to một phương, đừng có ăn nói như lưu manh được không? Trương Dương nói, lưu manh cũng phải phân ra đối với ai chứ? Đối với loại nữ cán bộ mị lực bắn ra bốn phía như chị nhất định phải tùy thời đề cao cảnh giác, phàm là đàn ông bình thường đều sẽ không nhịn được sinh ra chút tâm tư đối với chị đó. Lương Hiểu Âu nói, anh chỉ giỏi nói bậy, cẩn thận tôi bẩm báo chuyện của anh tới chỗ bí thư Tống đó. Nói mau. Tìm tôi có chuyện gì thế? Lương Hiểu Âu rất rõ, Trương Dương ngoài miệng chính là cái đức hạnh này, nhưng trong lòng đối với nàng không có gì. Tìm nàng khẳng định có chuyện, tiểu tử danh mãnh lưu manh này sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình. Trương Dương nói, như thế này, tôi có một lão bằng hữu, hôm nay kiếm sống một chút từ tập đoàn Thân Hải. Ai thế? Lương Hiểu Âu lập tức minh bạch mục đích của Trương Dương. Phương Văn Nam của tập đoàn Thịnh Thế. Hắn nhận công trình nhà xưởng từ tập đoàn Thân Hải là nhờ Triệu Bắc Tường giúp đỡ liên hệ, chị hẳn là quen thuộc với Triệu Bắc Tường. Lương Hiểu Âu nói, Trương Dương, chuyện này tôi biết rồi, Triệu Bắc Tường hôm nay đã không còn ở tập đoàn Thân Hải nữa, như vậy đi, tôi sẽ nói một tiếng với phía tập đoàn Thân Hải, để cho bọn họ cho chút phương tiện thích hợp. Trương Dương cười nói, vậy xin cảm tạ chị trước. Lương Hiểu Âu nói, cảm tạ cái gì, anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Trương Dương nói, chị đã nói như vậy, thì nên lấy thân báo đáp cũng được. Lương Hiểu Âu thối nói, anh là tên thối tha, coi như là tôi không nói gì. Trương Đại Quan Nhân vui tươi hớn hở dập điện thoại,
hướng Tô Tiểu Hồng nói, chuyện này hẳn là không có vấn đề quá lớn, Lương Hiểu Âu là chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang, chú cô ấy là Lương Thiên Chính là bí thư thành ủy thành phố Đông Giang, tôi nghĩ tập đoàn Than Hải hẳn là sẽ cho cái mặt mũi này. Tô Tiểu Hồng thở phào một hơi nói, cảm ơn cậu. Trương Dương cười nói, cảm ơn cái gì, kỳ thực cho dù chị không mở miệng, tôi cũng muốn làm chút chuyện cho ông chủ Phương, dù sao mọi người đều là bạn, một nữ nhân như chị cũng có thể làm ra được nghĩa cử như vậy. Những nam tử Hán chúng tôi đây nếu như ngay cả chút việc đó cũng không giúp, thì còn có cái mặt mũi gì sống trên đời đây. Tô Tiểu Hồng nói, tôi cũng không vĩ đại được như cậu nói thế đâu, chỉ bất quá là cảm thấy năm đó còn nợ nhân tình của hắn, cho nên muốn làm ra một chút bồi thường. Trương Dương nói, chuyện mà chị cho rằng là bình thường, tại trong mắt tôi đã thật vĩ đại. Tô Tiểu Hồng lắc đầu, nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, bí thư Đỗ và Tô Viện Viện có phải đã xác định quan hệ hay không? Trương Dương ngẩn ra, chợt nghĩ đến quan hệ khó hiểu giữa Đỗ Thiên Dã và Tô Tiểu Hồng, thảo nào Tô Tiểu Hồng lại quan tâm đối với việc này như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Trương Dương không biết nên trả lời làm sao, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn nhìn ra được Tô Tiểu Hồng hẳn là sinh ra tình cảm đối với Đỗ Thiên Dã, hắn đối với cách đối nhân xử thế của Tô Tiểu Hồng cũng phi thường kính nể, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn cho rằng Tô Tiểu Hồng có thể xứng đôi với Đỗ Thiên Dã, Tô Tiểu Hồng quá khứ trong mặt tình cảm thật sự quá phức tạp. Mà Đỗ Thiên Dã tại trên mặt tình cảm lại đơn thuần như vậy, hai người như vậy ở cùng một chỗ cũng không thích hợp, hơn nữa thân phận địa vị bọn họ cách xa nhau thực sự quá lớn, Đỗ Thiên Dã trước đó đã bị người tố cáo có quan hệ với Tô Tiểu Hồng đã làm ảnh hưởng tới danh dự của y rồi. Tô Tiểu Hồng nhìn ra được sự do dự của Trương Dương, nàng thản nhiên cười nói, Trương Dương, cậu không cần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là làm bạn mà hỏi một chút, bí thư Đỗ là ân nhân cứu mạng của tôi cũng muốn anh ấy sớm có một kết quả tốt đẹp. Lời nói này của Tô Tiểu Hồng ít nhiều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ có chính cô ta rõ ràng, tại ở sâu trong nội tâm của nàng đã sớm bị sự chân thành chấp nhất của Đỗ Thiên Dã đánh độc, từ lúc Đỗ Thiên Dã dùng một tay kéo nàng từ trong tay tử thần trở lại, nàng liền bất chi bất giác đã yêu Đỗ Thiên Dã. Tô Tiểu Hồng so với bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng tình cảm giữa nàng và Đỗ Thiên Dã không thể đưa ra ánh sáng, hơn nữa tất cả chuyện phát sinh giữa bọn họ đã trở thành quá khứ, có thể vĩnh viễn không có cơ hội lặp lại. Thế nhưng nàng vẫn không cách nào khống chế được chính mình không nghĩ đến Đỗ Thiên Dã nữa, nghe thấy tên Đỗ Thiên Dã này, nàng vẫn kích động trong lòng. Trương Dương thành thực chất trả lời, tôi không biết, giữa bọn họ hình như vẫn chưa có xác lập quan hệ, bởi vì lão Đỗ này bị thương quá sâu trong một đoạn tình cảm, cho nên anh ấy sinh ra cảm giác sợ hãi đối với tình cảm. Tô Tiểu Hồng gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói, anh ta nhìn như kiên cường, thế nhưng tại trên tình cảm lại yếu đuối không chịu nổi. Trương Dương phát hiện Tô Tiểu Hồng là phi thường hiểu rõ Đỗ Thiên Dã, nếu như không phải bởi vì quá khứ phức tạp của nàng, nếu như nàng có một cái xuất thân và gia thế tốt đẹp, thì nàng và Đỗ Thiên Dã chính là một đôi thích hợp. Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên phát hiện mình đã học được cách dùng ánh mắt thế tục đi so sánh hôn nhân của người khác, đây là một loại cảm giác không nhận thức được, hắn đã bị thời đại trước mắt lặng lẽ thay đổi. Chương 1423, dám làm dám chịu 2. Chuyến đi tới Giang Thành lần này của Trương Dương đã được đạt tác dụng mong muốn, sau khi Đỗ Thiên Dã phái chuyên gia khảo sát hệ thống đèn đường tự nạp điện bằng năng lượng mặt trời của bọn họ, cho rằng hạng mục này rất có tương lai, quyết định hợp tác, mà khiến Trương Dương không ngờ là, bí thư thị ủy Kinh Sơn Ngô Minh cũng phái người tới khảo sát hệ thống chiếu sáng của bọn họ, sau khi hiểu rõ tình huống, lập tức quyết định mua hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời của bọn họ. Tin vui này khiến cho cả Tân Hải trên dưới đều chấn động, Giang Thành và Kinh Sơn tùy tiện là nhà nào thì quy mô thành thị cũng lớn hơn Bắc Cảng rất nhiều, hơn nữa Giang Thành và Tân Hải lần này cùng nhau sản xuất, lợi ích chia đều, Tân Hải căn bản không có bất kỳ năng lực sản xuất nào, cái mà bọn họ có chính là kỹ thuật, một phân tiền cũng không bỏ mà có thể được chia một chén canh, đây là kết quả lý tưởng nhất hiện tại. Trương Dương trên cuộc họp thường ủy nói, lần này chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác chung cùng sản xuất đèn đường năng lượng mặt trời với Giang Thành. Đủ để chứng minh Cục Khoa học Kỹ thuật của Tân Hải chúng ta đã nghiên cứu chế tạo ra được thành quả cực lớn, do đó cũng chứng minh một điểm, không phải là Tân Hải của chúng ta thiếu điểm sáng, mà là trước đây chúng ta không phát hiện được điểm sáng của mình, không phát triển ưu thế của mình thành điểm tăng trưởng kinh tế. Huyện trưởng Hứa Song Kỳ đối với sự tự đại và cuồng vọng của thằng ôn này càng lúc càng khó chịu, y không nhịn được mở miệng nói, Bí thư Trương, tôi có nghi vấn, nếu tiền cảnh của hạng mục này sáng sủa như vậy. Vì sao trước tiên không xin lãnh đạo thành phố, dù sao chúng ta cũng thuộc Bắc Cảng, chứ không phải là Giang Thành. Hứa Song Kỳ rõ ràng đang làm khó dễ Trương Dương.
Thật ra đa số thường ủy đều nghĩ như vậy, Trương Dương Anh tuy rằng là bí thư huyện ủy. Nhưng Tân Hải là của Bắc Cảng, không phải là của Giang Thành, có câu nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Có ưu việt anh trước tiên không nghĩ tới người nhà, ngược lại đi thông đồng với người ngoài, chuyện này làm rất không có phúc hậu. Nếu để các lãnh đạo thành phố biết, thằng nhóc cậu xúi quẩy rồi. Trương Dương nói, huyện trưởng Hứa hỏi tới vấn đề này, tôi cũng muốn nói rõ với mọi người, lúc ban đầu tôi cũng mang tư liệu của hệ thống năng lượng mặt trời tới thị lý. Tôi đương nhiên biết rõ đạo lý nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Ở đây, tôi cũng không ngại nói thật với mọi người, tài chính của chúng ta không được tốt lắm, cho dù là có hạng mục tốt như vậy, nhưng chỉ bằng vào một mình Tân Hải chúng ta thì vẫn không được, chúng ta không có thực lực này, phải mượn dùng lực lượng của người khác. Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là Bắc Cảng, chúng ta trên quản lý hành chính thì thuộc về Bắc Cảng. Tôi cũng hy vọng lãnh đạo thành phố có thể tán thành hạng mục này, dựa vào thái độ giúp đỡ ủng hộ cho chúng ta một khoản tài chính nhất định. Trương đại quan nhân tạm dừng một chút rồi cầm chén trà lên uống một ngụm, sau đó thở dài nói, chỉ tiếc lãnh đạo thành phố không có hứng thú với hạng mục này của tôi. Cho rằng tôi đây là thằng mù làm bậy, cho rằng tôi là đang biến pháp đòi tiền, tôi hy vọng mọi người minh bạch một chút, tôi không phải vì bản thân tôi là vì toàn bộ Tân Hải chúng ta. Bắc Cảng nếu đã không có hứng thú với hạng mục của chúng ta không thể để hạng mục như vậy hoang phế được, nếu chúng ta không có trách nhiệm với một hạng mục tốt như vậy thì chính là lãng phí, là một loại phạm tội. Các anh có lẽ cho rằng tôi nói quá mức nghiêm trọng. Nhưng tôi có thể nói với các anh rằng, lời này không phải tôi nói, là một vị vĩ nhân nào đó đã nói, bất kỳ cán bộ nào gây trở ngại cho cải cách mở cửa thì đều là không hợp cách. Bất kỳ hành vi nào làm chậm trễ sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội đều là phạm tội đối với nhân dân. Mấy vị thường ủy trong lòng chấn động, đều suy nghĩ xem những lời này rốt cuộc là vị vĩ nhân nào đã nói, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra. Thật ra mọi người đều minh bạch, những lời này là ai nói cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của bí thư Trương. Trương Dương nói, căn cứ vào hiệp nghị ký tạm của tôi với phía Giang Thành, trong một tháng đèn đường sẽ có thể được đầu tư đại quy mô lớn. Đợt đèn đường được sản xuất đầu tiên sẽ trang bị cho đường của Tân Hải chúng ta. Trước mùng 1 tháng 7, hai thành phố lớn Giang Thành và Kinh Sơn sẽ hoàn thành thay đổi đèn đường, chọn dùng tất cả đèn đường mà Cục Khoa học Kỹ thuật của chúng ta nghiên cứu chế tạo ra. Nói cách khác, chẳng những thành thị chúng ta lượng hóa không cần tốn tiền, chúng ta còn có thể kiếm được một khoản tiền. Trong chuyện này, các đồng chí của Cục Khoa học Kỹ thuật đã lập công lớn, tôi có đề nghị, tổng ngạch thưởng cho Cục Khoa học Kỹ thuật là 50 vạn đồng. Trong đó cấp cho vợ chồng Vương Chí Cương, Vương Học Ninh 10 vạn đồng. Hiện trường lặng ngắt như tờ, phần thưởng này không thể nói là không lớn, khai sáng cho Tân Hải. Trương Dương nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, hắn nhìn mọi người chung quanh, mọi người thấy đề nghị này của tôi thế nào? Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Trương, anh không phải nói tài chính của Huyền Lý đang vô cùng khẩn trương ư, thường thì tôi không có ý kiến, nhưng ngạch của phần thưởng có phải nên thương thảo lại không? Trương Dương nói, tôi còn thấy ít ấy, tôi muốn nói với mọi người rằng, cái nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm, cái nên chi thì phải chi, các đồng chí của Cục Khoa học Kỹ thuật đã khổ công làm ra được thành quả cho Tân Hải chúng ta, mà vợ chồng Vương Chí Cương là chủ lực nghiên cứu khoa học lần này, nếu người ta có lòng tham, cầm đi tìm đầu tư, lợi ích đạt được so với chúng ta có thể cho họ thì lớn hơn rất nhiều. Thông qua chuyện này chúng ta một là có phần thưởng với những đồng chú có công, mà còn phải để cho những người khác thấy. Tân Hải hiện tại đầy sự công bình và cơ hội, chỉ cần anh làm tốt, anh sẽ có tiền đồ. Hắn quay sang Bộ trưởng Tuyên truyền Vương Quân Cường, đồng chí Quân Cường, đối với chuyện này nhất định phải tuyên truyền mạnh vào, phải để cho Tân Hải, Bắc Cảng, thậm chí là cho cả Bình Hải đều biết, Tân Hải chúng ta rất coi trọng nhân tài. Vương Quân Cường gật đầu, Hứa Song Kỳ thì nói, chiêu này của Bí thư Trương. Trương Dương nói, tôi cũng không phải là mua xương ngựa, tôi là mua thiên lý mã, tôi đánh cuộc với mọi người. Không mất bao nhiêu thời gian, hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời của chúng ta sẽ trở thành trào lưu của thời đại, lợi ích từ đây sinh ra sẽ khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp Phó Huyện trưởng Thường vụ Đồng Uy Vũ báo cáo tình huống sửa sang đường xá gần đây với các thường ủy, thông qua vài ngày chỉnh đốn, vấn đề chiếm đường để kinh doanh trước đây vẫn làm phức tạp Tân Hải đã được giải quyết, tình huống tắc đường cũng giảm mạnh. Hứa Song Kỳ rất khinh thường đối với loại công phu mặt ngoài này. Ít nhất trước mắt những chuyện mà Trương Dương nắm vẫn chỉ là chuyện mặt mũi, không hề nắm được vấn đề thực chất của Tân Hải, có điều đây cũng là một loại chuyện tốt. Đồng Ngọc Vũ sau khi báo cáo tình huống xong, Trương Dương lại nói kế tiếp chúng ta sẽ nói tới vấn đề trạm thu phí xung quanh Tân Hải. Ngày đầu tiên tôi đến Tân Hải,
Tân Hải đã để lại cho tôi ấn tượng không tốt, nguyên nhân rất lớn chính là trạm thu phí. Tôi muốn hỏi mọi người một chút, lúc trước thì nói là tươi cười chào đón khách tới, nhưng khách vừa tới anh đã đòi tiền, khách đi rồi anh vẫn lấy tiền, vậy liệu trong lòng khách có thoải mái không? Đừng nói là khách, cho dù là người Tân Hải cũng bị thu không thiếu một xu, người dân ngoài có giấy tờ Tân Hải, một chút cảm giác chủ nhân cũng không có, các anh có thấy ai vào nhà mình còn bị thu tiền chưa? Phó Bí thư ủy Lưu Kiến Thiết nói, Bí thư Trương, chuyện này huyện thị chung quanh cũng đều thế cả, người khác lấy tiền mà chúng ta không lấy, chẳng phải là tự dưng mất một khoản thu nhập ư, huống chi thu nhập tài chính của Tân Hải chúng ta vốn đã không dư giả gì. Trương Dương nói, bởi vì thu nhập tài chính không tốt, cho nên các anh mới nghĩ tới chia tay lấy của người dân, thò tay vào ví khách để lấy ư. Tôi nói này, trước đây là ai chế định ra chính sách này vậy? Sao chẳng có đại cục quan gì cả? Huyện trưởng Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Trương, chính sách không phải chúng tôi chế định, lúc trước xây đường tốn tiền, không thu phí thì lấy đâu ra tiền bảo trì. Trương Dương cười nói, theo như tôi biết, đường từ huyện lỵ ra ngoài đã nhiều năm không tu sửa rồi, tiền sửa đường thì thu đủ rồi, nhưng tình trạng đường xá thế nào? Lồi lõm, trời nắng thì đầy bụi, ngày mưa thì lầy lội, đường xấu như vậy còn dám lấy tiền, tôi thấy mà hoảng đấy, Tân Hải đúng là nghèo thật, nhưng chúng ta không thể nghèo cả mặt mũi. Con người ta cần thể diện, thành thì cũng cần thể diện, không làm ra được hình dáng thì người khác khinh thường anh, ngay cả người một nhà cũng khinh thường anh, cho nên tôi quyết định, từ hôm nay, triệt để bỏ tất cả trạm thu phí chung quanh Tân Hải, đường tỉnh đường quốc lộ tôi không quản được, nhưng đường xã thì tôi quản được. Phó Bí thư huyện Lưu Kiến Thiết nói, Bí thư Trương, đây chính là một khoản thu nhập tài chính không nhỏ đấy. Chương 1424, dám làm dám chịu 3. Trương Dương nói, con người tôi không mê tín, nhưng có một số thứ về phong thủy thì rất có đạo lý, mấy trạm thu phí xung quanh Tân Hải đã chẹn cổ Tân Hải, chặn đứng tài vận của Tân Hải chúng ta, cho nên tôi muốn hủy chúng đi, chỉ có như vậy mới có thể đón gió bốn phía, cũng chỉ có như vậy, Tân Hải của Tân Hải mới có thể bay lên. Tất cả thường ủy đều không nghĩ ra trạm thu phí có liên quan gì tới kinh tế Tân Hải đi lên, nhưng Bí thư Trương nếu đã nói có liên quan vậy thì là có liên quan. Trương Dương vẫn chưa nói xong. Đề tài thảo luận kế tiếp của hắn liên quan tới khu khai phá Tân Hải, Trương Đại Quan Nhân cười nói, thông qua một khoảng thời gian quan sát, tôi phát hiện Tân Hải có rất nhiều chỗ bất hợp lý nhất trong đó chính là tuyên chỉ của khu khai phá, tôi muốn hỏi một chút, lúc trước khu khai phá Tân Hải là ai chọn chỗ? Trương thu nhiều đất đi như vậy, chọn một khu đất cách cảng rõ xa, ưu thế của Tân Hải là gì? Chúng ta là thành thị ở vùng Duyên Hải, chúng ta có cảng lớn như cảng Phước Long, không tận dụng ưu thế quanh mình. Ngược lại đi từ bỏ sở trường của mình, các anh nói xem, quyết định như vậy hồ đồ thế nào. Các thường ủy ở hiện trường không nói gì, lúc trước tuyên chỉ của khu khai phá là Tảm Thế Kiệt đề nghị, bọn họ đều đầu phiếu tán thành, mặc dù có người thấy tuyên chỉ bất hợp lý, nhưng về sau lại không có ai công khai đề xuất phản đối, thời gian có thể chứng minh tất cả, khu khai phá lúc trước oanh oanh liệt liệt dựng lên đến hiện tại chưa được vài năm đã không có ai có hứng thú nhắc tới nữa, xí nghiệp vào khu khai phá tổng cộng chỉ có 2-3 nhà. Hơn nữa tình trạng kinh doanh phổ biến là đình trệ, cả một khoảng đất lớn bỏ hoang không dùng. Tuy rằng Tảm Thế Kiệt thủy chung không thừa nhận sai lầm của khu khai phá, nhưng trong lòng người dân Tân Hải đều coi khu khai phá là một chuyện cười. Trương Dương nói, nếu đã phát hiện ra sai lầm thì phải lập tức sửa sai, đừng bận tâm tới mặt mũi, tôi đã điều tra rồi, hiện tại khu vực khai phá tất cả là ruộng tốt, biến ruộng tốt thành đất hoang, cái này căn bản chính là tác phong kém. Chính là phạm tội vô sỉ, bất kể là trước mặt ai tôi cũng nói như vậy. Các thường ủy ngơ ngác nhìn nhau, hay rồi, lại chửi rồi, vị bí thư huyện ủy này đúng là dám chơi, chỉ đấu mâu vào người tiền nhiệm, căn bản không nể mặt chút nào. Người khác không nói gì, nhưng Hứa Song Kỳ thì không thể không nói, Trương Dương mắng như vậy, chẳng khác nào lôi tất cả bọn họ vào. Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Trương, không thể nói như vậy được. Lúc trước mục đích xây dựng khu khai phá Tân Hải là tạo ra một điểm nóng kinh tế mới, lợi dụng kinh tế cảng và kinh tế khu khai phá, hai trung tâm dẫn động sự phát triển kinh tế chỉnh thể Tân Hải, tuyên chỉ đã được trải qua thời gian dài cẩn thận khảo sát và chứng thực, về phần khu khai phá không phát triển được nhanh, nguyên nhân căn bản vẫn là có liên quan tới trình độ kinh tế bạc nhược của Tân Hải, hơn nữa, bất kỳ chuyện gì cũng đều có quá trình phát triển. Không phải một lần là xong. Các thường ủy khác cũng gật đầu theo. Trương Dương nói, người khác thấy thế nào tôi mặc kệ, nhưng cá nhân tôi cho rằng, khu khai phá trước mắt đã không còn cần thiết để tồn tại nữa rồi, từ cảng Phước Long Tân Hải đi về phía Bắc có cả một khoảng đất bị nhiễm phèn, vậy mà không dùng lại chạy đi xa như vậy,
cưỡng chế đồng ruộng của người dân, tôi không biết các anh lúc trước khảo sát thế nào nữa. Huyện trưởng Hứa, anh nói cho tôi biết đi, là anh đi khảo sát thực địa à? Tuyên chỉ của khu khai phá cuối cùng là anh quyết định ư? Hứa Song Kỳ tức đến nỗi mặt đỏ bừng, y lớn tiếng nói, lúc trước tuyên chỉ của khu khai phá là mời chuyên gia nổi danh trong nước luận chứng, bí thư Tảm đề nghị, mọi người đầu phiếu thông qua. Hứa Song Kỳ không thể nhịn được nữa lôi tất cả ra, thích trách thì trách đi, lúc trước là cả đám người này chúng ta đầu phiếu tán thành đấy, một mình anh đánh hết được tất cả mọi người à? Chúng tôi đều có trách nhiệm, anh xem thế nào mà làm. Hứa Song Kỳ tuy rằng lớn tuổi hơn Trương Dương nhiều, nhưng nói tới trí tuệ chính trị thì y không bằng được Trương Dương, nếu không thì cũng không đến nỗi đến tuổi này vẫn chỉ dừng tên vị trí cấp ban huyện không tiến thêm nổi. Trương Dương nhìn ra Hứa Song Kỳ đang tức giận, hắn thì không hề tức giận, mỉm cười nói, huyện trưởng Hứa, anh đừng tức giận. Tôi hôm nay là nói chuyện không nói người, tôi không nhằm vào anh, cũng không nhắm vào bất kỳ một ai trong chúng ta, các anh nói lúc trước mời chuyên gia nổi danh trong nước tới luận chứng. Tôi muốn hỏi mọi người một chút, những người được gọi là chuyên gia này tìm hiểu về tình huống của Tân Hải ra sao? Còn chuyên gia kinh tế, bọn họ nếu có bản sự như vậy, sao không sửa dở thành hay, sao không khu khai phá Tân Hải làm thật náo nhiệt? Sao không đưa kinh tế của Tân Hải đi lên, tôi thấy cái đám người mà các anh lúc trước mời tới đều là phế vật, cơm ăn không ít, rượu uống không ít, nhân lúc say thì thuận tay vẽ mèo vẽ chó lên đất Tân Hải, đây là ý kiến của chuyên gia ư. Loại chuyện này tôi thấy nhiều rồi, chuyên gia cái gì chứ? Chuyên gia chó má thì có, chuyện của Tân Hải thì đương nhiên là người Tân Hải có quyền lên tiếng nhất. Hứa Song Kỳ bị hắn nói cho giận tới mức suýt nữa thì trợn mắt ngất xỉu, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói cũng có vài phần đạo lý, đám chuyên gia được Tảm Thế Kiệt mời tới lúc trước quả thực tiêu chuẩn có hạn, ăn uống rồi cầm tiền, sau cùng đưa ra một ý kiến như vậy, bởi vì chuyện của khu khai phá mà khiến cho người người oán trách, đến bây giờ người dân cứ nhắc tới khu khai phá là không nhịn được mắng ầm lên. Trương Dương nói, tôi nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn là để làm rõ một quan điểm, tôi cho rằng tuyên chỉ của khu khai phá tồn tại vấn đề rất lớn, tôi đặc biệt tới khu khai phá quan sát, chiếm dụng đất ruộng nhiều như vậy mà chỉ có hai xí nghiệp sống dở chết dở, đã mắc sai lầm thì phải sửa, cho nên tôi định hủy bỏ khu khai phá, trả đất cho dân. Phó Bí thư Thị ủy Lưu Kiến Thiết cũng không nhịn được, Bí thư Trương, khu khai phá khó khăn lắm mới xây dựng được. Hiện tại tốt xấu gì cũng là trọng điểm của thành phố. Nếu hủy bỏ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, muốn xin làm lại thì rất khó khăn. Trương Dương nói, không phải là hạng mục trọng điểm của thành phố thôi ư. Đã bỏ không ở đó, không sản sinh ra được hiệu quả, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn một khối đất đẹp như vậy bị bỏ hoang. Người dân muốn làm ruộng thì không có ruộng để cày, nhưng chúng ta thì lại vứt bỏ đất ruộng hoang vu, ai cho chúng ta quyền? Ai sẽ gánh trách nhiệm cho sự lãng phí này? Tất cả thường ủy á khẩu không trả lời được. Tuy rằng Trương Dương cường thế bá đạo, nhưng rất nhiều người đã thừa nhận hắn nói quả thực có chút đạo lý. Trương Dương nói, tôi là bí thư huyện ủy Tân Hải, tôi phải chịu trách nhiệm vì những chuyện xảy ra ở đây, rất nhiều người đều treo câu dám làm dám chịu ở trên miệng, nhưng làm được thật thì chẳng có mấy ai, thời gian mà các anh tiếp xúc với tôi không dài, sau này các anh sẽ từ từ hiểu tôi, con người tôi vừa hay không có chuyện gì là không dám làm, không có trách nhiệm làm là không dám gánh. Những lời này của Trương Đại Quan Nhân rất có khí phách, ngay cả Hứa Song Kỳ vừa rồi liên tục kháng nghị cũng không thể nói gì hơn, anh đã nói là sẽ gánh vác trách nhiệm, anh thích chơi thế nào thì chơi, tôi không quản được anh, nhưng tự có người thu thập anh. Trương Dương nói, hiện tại chúng ta tiến hành đầu phiếu, tổng cộng có 11 thường ủy, cũng đừng chơi trò phiếu trắng, con người tôi một là một, hai là hai, thích nhất làm rõ ràng, cho nên các anh đừng sợ bỏ phiếu trống thì đắc tội với tôi. Anh chỉ cần có thể đề xuất được lý do phản đối là tôi sẽ tiếp nhận. Tôi đề nghị dỡ bỏ khu khai phá huyện Tân Hải, khu khai phá hiện tại sẽ chuyển trở lại thành đất nông nghiệp, còn địa chỉ mới của khu khai phá chờ sau khi khảo sát lại sẽ an bài. Đồng ý thì giơ tay. Trương Đại Quan Nhân là người giơ tay đầu tiên, sau khi hắn giơ tay thì ánh mắt liếc về phía Lưu Kiến Thiết, Phó Bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết trong lòng với có chút do dự, nhưng không đợi hắn đưa ra quyết định thì Phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ đã giơ tay. Lưu Kiến Thiết thấy Đồng Ngọc Vũ giành trước, cũng giơ tay theo, hắn vừa giơ tay, Bộ trưởng Tuyên truyền Vương Quân Cường cũng giơ tay. Lục tục ở hiện trường đã có 7 người giơ tay, những người còn lại thì có chút do dự, có nơi thì nhìn huyện trưởng Hứa Song Kỳ, nhưng vừa do dự đã mất cơ hội giơ tay. Trương Dương nói, quá bán rồi, thông qua. Trương Đại Quan Nhân nói xong, ánh mắt liếc qua mặt những người vừa rồi không giơ tay, trong đó bao gồm cả Bí thư ủy Ban Chính pháp huyện Chu Tường.
bộ của Hính ủy huyện Nhân Võ, mấy người này bị Trương Dương nhìn cho dựng tóc gáy, thật sự hối hận vì vừa rồi không giơ tay. Trương Dương nói, trong đảng của chúng ta cho phép ý kiến bất đồng và tiếng nói bất đồng, nếu mọi người đều giơ tay thì tôi lại cảm thấy không bình thường, hắc hắc. Tất cả thường ủy đều nhìn ra, thằng cha này đang cười lạnh. Người giơ tay thì trong lòng cảm thấy may mắn, người không giơ tay thì cảm thấy chột dạ, nhìn nụ cười lạnh của hắn, sau này không biết sẽ báo thù như thế nào. Chương 1425, Luân phiên động viên 1. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn đưa mấy tờ báo mới nhất đặt ở trước mặt Hạng Thành liếc y một cái, biết rằng Cung Hoàn Sơn sẽ không vô duyên vô cớ đưa báo cho mình xem. Hạng Thành không nhìn, cầm bút cầm trong tay nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt mắt, nói khẽ có tin gì vậy? Cung Hoàn Sơn nói, Tân Hải bỏ 50 vạn ra thưởng cho Cục Khoa học Kỹ thuật, đặc biệt thưởng cho vợ chồng Cục trưởng Tài chính tân nhiệm Vương Chí Cương 10 vạn đồng. Hạng Thành lạnh lùng nói, rộng rãi thật, Trương Dương đúng là người từ thành phố lớn tới, tiêu tiền đúng là thống khoái. Cung Hoàn Sơn nói, danh mục được thưởng là hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời. Hạng Thành nhíu mày, bỏ tay xuống. Hai mắt nhìn thẳng vào Cung Hoàn Sơn nói, hắn vẫn còn dày vò chuyện này. Cung Hoàn Sơn nói, không chỉ có như vậy, hắn đã ký hợp đồng cùng sản xuất đèn đường với phía Giang Thành, tháng này sẽ sản xuất ra một lượng lớn, hơn nữa theo tin tức tin cậy, thành phố Kinh Sơn cũng quyết định dùng đèn đường bảo vệ môi trường của bọn họ. Lòng Hạng Thành trầm xuống, y không khỏi nhớ tới hai ngày trước Trương Dương cầm tư liệu tới tìm mình lúc ấy không chút do dự cự tuyệt hắn, không ngờ chuyện này về sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giang Thành và Kinh Sơn đều quyết định dùng hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời của hắn, đủ để chứng minh hệ thống này của hắn rất có triển vọng. Mình lúc ấy căn bản không xem bản tư liệu đó, Hạng Thành cảm thấy có chút hối hận, lúc ấy mình nên xem, hiện tại cục diện đã thế này, mình ngược lại có chút khó nói. Cung Hoàn Sơn nói, hợp đồng đổi mới đèn đường của Bắc Cảng đã ký xong rồi, cuối tuần sẽ bắt đầu đổi mới trong phạm vi toàn thành phố. Hạng Thành nói, là hệ thống năng lượng mặt trời à? Cung Hoàn Sơn lắc đầu nói, giá quá đắt, trên cuộc họp thường ủy không phải đã phủ quyết rồi ư. Hạng Thành nói, Cục Khoa học Kỹ thuật Tân Hải từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Cung Hoàn Sơn nói, tôi thấy chuyện này chưa chắc đã là thật, trước khi lên đời hệ thống đèn đường, tôi đã tới không ít nơi để khảo sát. Cũng từng cân nhắc tới hệ thống năng lượng mặt trời, nhưng giá cả cực kỳ đắt, Tân Hải có thể chế tạo ra được hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời tiên tiến thế giới ư. Tôi chả tin. Hạng Thành nói, nếu bọn họ thực sự có thể chế tạo ra được thì cũng là một chuyện tốt. Cung Hoàn Sơn nói, Bí thư Hạng, Trương Dương làm như vậy rõ ràng là không để Bắc Cảng của chúng ta vào mắt. Y không biết Trương Dương trước đó đã tới tìm Hạng Thành cho rằng Trương Dương lần này vẫn vì chuyện bỏ huyện lập thành phố mà gạt thành thị Bắc Cảng ra. Hạng Thành nói, hắn đã tới tìm tôi rồi, muốn thành phố cho tài chính, nhưng bị tôi cự tuyệt. Cung Hoàn Sơn nói, khi xin bỏ huyện lập thành phố thì không nghĩ tới thị lý. Khi cần dùng tiền thì lại nghĩ tới thị lý. Bí thư Hạng, lần này không thể cho qua được, hạt huyện của chúng ta cũng không phải chỉ có một Tân Hải, bọn họ đòi tiền thì cho, các hạt khác khẳng định sẽ noi theo. Hạng Thành đang định lên tiếng thì di động của y đổ chuông, Hạng Thành cầm điện thoại lên, nghe một lúc thì sắc mặt trở nên ác liệt, để anh ta vào. Chậm rãi bỏ điện thoại xuống, nói với Cung Hoàn Sơn, tôi đã sớm nói rồi mà, thằng Ôn này không yên tĩnh được mấy ngày đâu, đã bắt đầu gây chuyện rồi đấy. Người tới cáo trạng là huyện trưởng Tân Hải Hứa Song Kỳ, gần đây y ra vào văn phòng Hạng Thành quả thực cũng khá thường xuyên, nhìn thấy Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn đều có mặt, Hứa Song Kỳ sầu mi khổ kiểm nói, Bí thư Hạng, thị trưởng Cung, vừa hay các anh đều, đây, tôi hôm nay tới là chuẩn bị đệ đơn xin từ chức, tôi thật sự là không đảm đương được công tác hiện tại nữa rồi, xin lãnh đạo cân nhắc an bài công tác khác cho tôi. Hứa Song Kỳ ngoài miệng thì nói là đơn xin từ chức, nhưng không có động tác cụ thể. Trước đó Cục trưởng Tài chính Triệu Hải Thiên cũng dùng khổ nhục kế như thế này, đáng tiếc thông minh bị thông minh hại, để Trương Dương tóm lấy cơ hội đá y xuống khỏi ngai vàng Cục trưởng Tài chính, ví dụ rõ ràng ở trước mắt, Hứa Song Kỳ cũng không dám mạo hiểm. Hạng Thành nghiêm mặt nói, tiểu Hứa, anh nói gì vậy? Trong công tác gặp chút trắc trở liền đệ đơn xin từ chức, nếu ai cũng giống anh, công tác đảng của chúng ta còn có ai làm nữa? Gặp chuyện không được sợ, nói ra đi. Anh không giải quyết được thì mọi người cùng thương lượng giải quyết. Cung Hoàn Sơn cũng nói, đồng chí Song Kỳ, cái này không giống như lời anh nói, thân là một lão đồng chí công tác nhiều năm, có sóng gió gì mà anh chưa từng gặp chứ? Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Hạng, thị trưởng Cung, tôi công tác hơn 30 năm rồi,
không dám nói năng lực công tác của mình xuất sắc thế nào, nhưng tự thấy rất cẩn trọng, rộng rãi đãi người, các anh có thể hỏi thăm thử, tôi công tác nhiều năm như vậy nhưng đã lên mặt với ai chưa? Y lắc đầu, tự hỏi tự đáp, chưa hề, lãnh đạo thượng cấp cũng vậy, cán bộ hạ cấp cũng vậy, tôi chưa bao giờ bởi vì bất kỳ chuyện gì mà lên mặt với bọn họ, nhưng với bí thư Trương này. Y thở dài, tôi không cách nào hợp tác được với hắn, xin lãnh đạo cân nhắc lại vấn đề phối hợp của ban lãnh đạo huyện Tân Hải. Hạng Thành nói, trong công tác có tranh chấp là không thể tránh được, có vấn đề gì thì anh cứ nói ra đi, tôi giúp anh phân xử công bình. Hứa Song Kỳ lúc này mới kể lại chuyện xảy ra trên cuộc họp thường ủy. Hạng Thành vẻ mặt còn tính là bình thường, cùng Hoàn Sơn thì không nén được lửa giận, nói, làm ăn bừa bãi, bỏ thu phí trạm thì có lẽ còn có chút đạo lý, bỏ khu khai phá thì hắn có thể làm chủ ư. Cùng Hoàn Sơn tức giận cũng là có nguyên nhân, Tân Hải thiết lập khu khai phá là huyện Tân Hải đề xuất xin, thị lý phê chuẩn, trải qua các tầng khảo sát cuối cùng mới định ra được, hiện tại Trương Dương chưa gì đã đòi bỏ khu khai phá Tân Hải. Thằng Ôn này có lầm hay không vậy, hắn chỉ là một bí thư huyện ủy, cán bộ cấp ban huyện mà thôi. Không ngờ bao biện làm thay, thật sự là cả gan làm loạn. Có điều Cung Hoàn Sơn cũng hiểu rõ, Trương Dương này từ lâu đã to gan rồi, ỷ vào có chút bối cảnh hậu trường rồi không để đám người bọn họ vào ò mắt. Cung Hoàn Sơn tức giận chỉ để biểu lộ thái độ, cuối cùng vẫn phải nhìn ánh mắt của Hạng Thành mà làm việc. Vẻ bình tĩnh mà Hạng Thành biểu hiện ra có chút nằm ngoài ý liệu của người khác. Y nói khẽ Trương Dương dù sao cũng còn trẻ tuổi, làm việc hơi cấp tiến một chút. Tiểu Hứa, anh hay là câu thông trao đổi với hắn nhiều hơn đi, không thể gặp đã muốn lui được. Hứa Song Kỳ nói, bí thư Hạng, hắn căn bản không muốn tiếp nhận ý kiến của người khác, hiện tại Tân Hải căn bản chính là không bán hai giá, hắn nói gì thì làm cái đó, chúng tôi cho dù là có ý kiến chính xác thì chỉ cần là bất đồng với hắn thì sẽ bị hắn phủ quyết không chút do dự. Hạng Thành nói, Tiểu Hứa, đừng cứ chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác, cũng phải tìm nguyên nhân từ trên người mình chứ. Hứa Song Kỳ kinh ngạc nhìn Hạng Thành, y vốn cho rằng những lời này của mình sẽ làm dấy lên được sự cộng hưởng của Hạng Thành. Nhưng thái độ của Hạng Thành hôm nay lại chuyển biến 180 độ, y cũng không giống như đang tức giận, chẳng lẽ Trương Dương làm việc này trước đó đã trưng cầu sự đồng ý của y ư? Cung Hoàn Sơn cũng nhìn ra, có điều y không cho rằng quan hệ của Hạng Thành và Trương Dương sẽ có cải thiện gì. Biểu hiện hiện tại của Hạng Thành là vì vị trí của y không thể để người ngoài nắm rõ thái độ của y. Hứa Song Kỳ nói, bí thư Hạng, dù sao tôi cũng cảm thấy hợp tác với hắn rất khó khăn. Hạng Thành lạnh lùng nói, tuổi tác của các anh chênh lệch khá lớn, quan điểm nhìn vấn đề tất nhiên không giống nhau. Tôi thấy hay là thế này đi, anh cố tận lực câu thông với Trương Dương nhiều hơn. Vạn sự khởi đầu nan mà, vượt qua giai đoạn ma hợp này, tôi nghĩ các anh sẽ ăn ý hơn. Hứa Song Kỳ không tin mình và Trương Dương có một ngày sẽ ăn ý với nhau, y cho rằng Hạng Thành 10 phần có 8 là sợ bối cảnh của Trương Dương nên mới nói như vậy, điều này khiến cho Hứa Song Kỳ cảm thấy thất vọng, đồng thời y cũng cảm thấy chán nản, ngay cả bí thư thị ủy Hạng Thành cũng không muốn trêu chọc hắn, mình chỉ là một huyện trưởng bình thường, lấy gì mà cứng trọi cứng với Trương Dương. Hứa Song Kỳ ủ rũ rời khỏi văn phòng của Hạng Thành. Cung Hoàn Sơn nhìn bóng dáng của Hứa Song Kỳ, trong ánh mắt toát ra mấy phần đồng tình. Y thở dài nói, thật ra Hứa Song Kỳ cũng không dễ dàng gì, làm cộng sự với một tên hỗn thế ma vương như vậy quả thực rất khó. Hạng Thành nói, tác phong công tác của Trương Dương luôn luôn là như vậy, nếu không như vậy thì ngược lại là không bình thường. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư Hạng, tôi cảm thấy hay là nhắc nhở hắn một chút. Hạng Thành thản nhiên cười nói, tháng sau cán bộ chính thức cấp ban huyện của thành phố chúng ta không phải có suất huấn luyện ở trường đảng Trung ương ư. Cung Hoàn Sơn hai mắt sáng ngời, ngài là nói ban luân phiên huấn luyện kỳ 32 ư. Hạng Thành nói, lần này chúng ta và Giang Thành cùng làm, ở trường đảng Trung ương tiến hành huấn luyện chuyên đề cố định chấp hành cải cách mở cửa và khoa học phát triển, nhân viên được yêu cầu tham gia huấn luyện là cán bộ chức chính thức cấp ban huyện. Cung Hoàn Sơn nói khẽ, không phải nói là tự nguyện báo danh ư. Hạng Thành lạnh lùng cười nói, để Lão Mạnh đi thông chi với hắn, đây là một cơ hội học tập hiếm có. Một tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện đấy. Chương 1426, Luân phiên động viên 2. Cung Hoàn Sơn từ trong lời nói của Hạng Thành cảm thấy được gì đó, nhưng y lại không biết chắc, liếc trộm ánh mắt của Hạng Thành một cái, thấy một loại hàn ý âm trầm trong đó, Cung Hoàn Sơn không nhịn được giật nảy mình. Chẳng lẽ Hạng Thành cuối cùng đã quyết định ra tay nhằm vào Trương Dương? Y chợt nghĩ, vấn đề Trương Dương quả thực khó giải quyết. Nếu thằng Ôn này ở Bắc Cảng xảy ra bất kỳ chuyện gì,
Tống Hoài Minh kiểu gì cũng đổ trách nhiệm lên đầu bọn họ, nhưng Hạng Thành đưa hắn tới kinh thành học tập, trong lúc học tập xảy ra bất kỳ chuyện gì thì không liên can tới họ. Cho dù thằng Ôn này bình an trở về thì trong một tháng này Hạng Thành vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện, Cung Hoàn Sơn cảm thấy rõ ràng, trên thủ đoạn chính trị, mình vẫn còn kém Hạng Thành nhiều. Buổi sáng thứ năm, Trương Đại Quan Nhân tới Bắc Cảng, tham gia cuộc họp động viên ban huấn luyện chuyên đề chấp hành cải cách mở cửa và khoa học phát triển. Phó Bí thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương, Thường ủy Thị ủy, Bộ trưởng Tổ chức Thị ủy Mạnh Khải Trí cũng tham gia cuộc họp động viên và có một bài phát biểu quan trọng. Tưởng Hồng Cương chỉ ra, lựa chọn ở trường Đảng Trung ương tổ chức ban chuyên đề luân phiên huấn luyện là sự cần thiết để đẩy mạnh hoạt động chấp hành cải cách mở cửa và khoa học phát triển, là cần thiết để thúc đẩy cán bộ lãnh đạo đổi mới tri thức. Đối tượng luân phiên huấn luyện nhất định phải quý trọng cơ hội học tập lần này, phải hiểu rõ mục đích học tập, nắm giữ được phương thức học tập, lợi dụng tốt tài nguyên trí lực và ưu thế tổng hợp của trường Đảng Trung ương để mở rộng tầm nhìn của mình, tăng trưởng năng lực của mình. Thúc đẩy mình dùng trạng thái tinh thần hăng hái, gia tăng bước chân xây dựng Bắc Cảng giàu có văn minh hài hòa yên ổn. Kế tiếp là Bộ trưởng Tổ chức Thị ủy Mạnh Khải Trí tuyên bố nguyên tắc cơ bản của luân phiên huấn luyện lần này, luân phiên huấn luyện lần này bắt đầu từ tháng 3. Đối tượng luân phiên huấn luyện là nhân viên chính thức của các cơ quan như bộ ủy, các đoàn thể nhân dân, các đơn vị sự nghiệp cùng với các đảng chính khu, dưới điều kiện tiên quyết có thể mỗi người đều tham gia luân phiên huấn luyện, căn cứ vào sự tự giác tự nguyện để báo danh, thượng cấp không tiến hành can thiệp. Trương Đại Quan Nhân ở dưới đài nghe, trong lòng thấy chuyện này sao giống như là vì mình và tạo ra vậy, nhưng bởi vì chuyện này là Bắc Cảng và Giang Thành hai thành phố cùng làm. Cho nên Trương Dương mới bài trừ suy nghĩ đám lãnh đạo thành phố cố ý nhằm vào mình. Nếu là tự giác tự nguyện báo danh, Trương Đại Quan Nhân nghĩ rằng lần này không đi cũng được. Tới trường Đảng Trung ương học tập huấn luyện là cơ hội rất hiếm có. Mình vừa mới tới Bắc Cảng chưa được mấy ngày, hiện tại chuyện vừa mới làm ra được một chút. Vào những lúc như thế này không thích hợp rời khỏi, huống chi thời gian huấn luyện lần này dài tới tận một tháng. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, sau khi hội nghị kết thúc, Bộ trưởng Tổ chức Mạnh Khải Trí liền tìm ý thức được, rất thân thiết vỗ vai hắn, Trương Dương nhìn thấy nụ cười của thằng cha này, lập tức ý thức được y không có chủ ý tốt, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi Mạnh Khải Trí, Bộ trưởng Mạnh, tìm tôi có việc gì à? Mạnh Khải Trí nói, Tiểu Trương, trở về chuẩn bị một chút đi, tháng 3 tới trường Đảng Trung ương học tập. Trương Đại Quan Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, cái đó. Bộ trưởng Mạnh, chúng ta không phải là tự giác tự nguyện báo danh ư. Tôi không muốn đi, hơn nữa. Tôi vừa tới Tân Hải, chuyện phải làm nhiều lắm, không có thời gian. Thằng Ôn này là thật lòng không muốn. Mạnh Khải Trí cười nói, Tiểu Trương à, đúng là tự giác tự nguyện báo danh, nhưng ban luân phiên huấn luyện lần này là chúng ta và Giang Thành cùng làm, cậu là cán bộ của Bắc Cảng chúng ta, nhưng trước đây từng công tác ở Giang Thành, hai bên đều rất quen thuộc với nhau, cho nên thị lý sau khi trải qua cân nhắc tổng hợp liền nghĩ tới cậu, chỉ có cậu mới là người thích hợp nhất, công tác tuy rằng quan trọng. Nhưng các đồng chí làm nhiều hơn một chút cũng được, cơ hội học tập lại chỉ có một lần, rất hiếm có đó. Tiểu Trương à, đã quyết định vậy rồi, cậu chẳng những đi học, còn đảm nhiệm chức lớp trưởng của những học viên Bắc Cảng, cậu vừa tới Bắc Cảng, chưa quen với những đồng chí bên này lắm, lần này vừa hay là cơ hội để làm quen, thấy tôi chiếu cố cậu chưa? Nhìn vẻ mặt của Mạnh Khải Trí, Trương Đại Quan Nhân mắng thầm trong lòng, chiếu cố cái con mẹ mày, còn không phải là muốn đá tao đi ư? Những hành động gần đây của ông làm chướng mắt chúng mày chứ gì. Thật ra Trương Dương vốn cũng định sắp tới đến Kinh Thành một chuyến, nhưng không ngờ lại là bị người khác biến pháp đuổi đi, con mẹ nó thế không phải là khi dễ người ta người sao. Ông mới làm được bí thư huyện ủy có vài ngày thì chúng mày đã nghĩ cách biến ông thành học viên trường đảng rồi. Trương Dương nói, hay là để kỳ sau tôi đi. Mạnh Khải Trí cười nói, không có kỳ sau đâu, cậu là cán bộ bồi dưỡng trọng điểm của chúng tôi, Trương Dương à. Cậu sao lại nghĩ không thông như vậy, đây là chuyện tốt, một tháng sau huấn luyện trở về, tố chất chính trị của cậu sẽ đề thăng, đối với công tác về sau của cậu sẽ có tác dụng lớn đó. Trương Dương nói, Bộ trưởng Mạnh, ngài là đang nói tố chất của tôi kém ư. Sau khi nhìn thấu Mạnh Khải Trí cố ý muốn đá mình đi, Trương Đại Quan Nhân tất nhiên cũng chẳng buồn ăn nói dễ nghe nữa. Mạnh Khải Trí xấu hổ cười nói, nào có chuyện này, chính là vì cậu ưu tú cho nên mọi người mới lựa chọn cậu làm đội trưởng kỳ này. Trương Dương nói, thế nào cũng phải đi à. Mạnh Khải Trí vỗ vai hắn, nói, đi chứ. Nói xong y cũng đi luôn, y hiểu rõ Trương Dương không dễ chơi, dù sao thì chuyện cũng đã nói xong rồi, cậu thích đi hay không thì cũng phải đi. Mạnh Khải Trí cũng không tin Trương Dương sẽ bởi vì chuyện tới trường đảng học tập mà làm loạn một hồi,
cũng không phải là một đi không về, tạo ra động tĩnh lớn để làm gì. Trương đại quan nhân phát hiện rất nhiều người lãnh đạo đều giỏi lợi dụng loại phương pháp lưu đày chính trị kiểu mới này, tuy rằng là ngắn hạn, nhưng vẫn có công hiệu, lúc trước khi hắn tới Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa cũng làm vậy, hiện tại tới Bắc Cảng lại bị đám lãnh đạo này đá đi, cứ nói là lần nay thời gian không ngắn, một tháng thôi, nhưng mình tới Tân Hải công tác còn chưa tới một tháng mà. Trong lòng Trương đại quan nhân khó chịu tới cực độ, hắn cảm thấy đám lãnh đạo thành phố Bắc Cảng này hợp nhau lại chơi mình. Hắn đang nghĩ người khác đã khi dễ đến tận cửa nhà mình rồi, có phải nên phản kích dữ dội lại hay không? Nhìn thấy xa xa một người đang ngoắc tay với hắn, chính là lái xe của bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương. Xe Audi của Tưởng Hồng Cương đỗ ở chỗ này, cửa kính xe sau hạ xuống, Tưởng Hồng Cương mỉm cười nhìn hắn. Trương Dương đi tới, mở cửa xe ngồi vào, cung kính chào một tiếng bí thư Tưởng. Tưởng Hồng Cương nói, nghe nói cậu sẽ tới trường Đảng Trung ương học tập. Trương Dương nói, bản thân tôi chưa báo danh mà, ngài làm sao mà biết được. Tưởng Hồng Cương nhìn thấy bộ dáng của hắn thì không nhịn được liền bật cười, sao? Không muốn đi à? Trương Dương căm giận nói, chưa từng gặp chuyện nào như vậy, rõ ràng nói là tự nguyện báo danh, đến tôi thì thành phân chia, tôi đến Tân Hải mới được vài ngày mà. Chưa gì đã vội đuổi tôi đi rồi. Tưởng Hồng Cương cười nói, ai đuổi cậu? Huấn luyện một tháng mà thôi, nháy mắt cái là qua rồi. Đây chính là cơ hội mạ vàng hiếm có, danh ngạch có hạn, cậu không nhìn thấy người khác đều tranh nhau đòi đi à? Trương Dương nói, ai thích đi thì đi, tóm là tôi không muốn đi. Tưởng Hồng Cương nói, tôi vốn đang định nhờ cậu đưa ít đồ cho Thụy Dương. Y tạm dừng một chút rồi nói khẽ, nghe nói lần này bí thư hạng điểm danh bắt cậu đi đó. Trương Dương nhíu mày, y sao lại nhằm vào tôi? Tưởng Hồng Cương cười nói, không thể nói như vậy được, cho cậu tới trường Đảng học tập không phải là hại cậu. Trương Dương nói, ngài thấy tôi nên đi ư? Tưởng Hồng Cương nói, chuyện của cậu thì đương nhiên là cậu làm chủ, có điều, cậu nếu quyết định đi, đừng quên nói với tôi một tiếng, cầm hộ tôi đổ cho lão Quách. Trương đại quan nhân cuối cùng từ bỏ ý định đi tìm hạng thành lý luật, nếu là luân phiên huấn luyện, chắc rằng kiểu gì cũng tới mình thôi, hơn nữa cũng chỉ có một tháng. Bản thân hắn cũng muốn tới kinh thành, hoạt động chuyện bỏ huyện lập thành phố một chút. Thuận tiện có thể đi gặp giáo thụ Trình Nhuận Sinh. Lão sư của Thường Hải Long. Tranh thủ thuyết phục ông ta giúp Tân Hải làm thiết kế xanh hóa. Lần này Trương Dương tới trường Đảng Trung ương học tập, người cao hứng nhất phải kể tới huyện trưởng Hứa Song Kỳ. Y vốn đang cho rằng hạng thành mặc kệ Trương Dương thích làm gì thì làm. Nhưng không lâu sau cấp trên liền có động tác, cái đinh trong mắt này đã cút khỏi Tân Hải rồi, tuy rằng không phải là triệt để thanh trừ, nhưng mắt không thấy thì thôi, ít nhất cũng có thể có được một tháng thanh tịnh. Hứa Song Kỳ cho rằng đây chỉ là một sự bắt đầu, các lãnh đạo đã truyền đi một tín hiệu, từ giờ trở đi Trương Dương không sống yên đâu, Trương Dương anh dù có năng lực đến mấy, nhưng ở một mẫu ba phân đất Bắc Cảng này anh vẫn bị đập cho không đứng dậy nổi. Trương đại quan nhân vì lần tới kinh thành tham gia luân phiên huấn luyện ở trường Đảng Trung ương này, đặc biệt mở một cuộc họp thường ủy, khi Trương Dương tuyên bố mình phải tới trường Đảng Trung ương học tập một tháng, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều như chút được gánh nặng, thằng ôn này không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ ông đây không được hoan nghênh như vậy ư? Trương Dương nói, thời gian một tháng rất nhanh sẽ trôi qua, tôi mặc dù không có mặt một tháng, nhưng công tác phía Tân Hải tôi vẫn phải làm. Chương 1427, Luân phiên động viên 3. Mấy vị thường ủy đều buồn bực, anh đã chạy đến kinh thành rồi, công tác bên này anh định làm như thế nào? Trương Dương nói, thật ra cho dù không có luân phiên huấn luyện trường Đảng lần này, tôi cũng chuẩn bị sắp tới sẽ đến kinh thành một chuyến, chuyện bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải cần làm một số công tác. Đồng chí Quân Cường, anh là chủ nhiệm phòng xây dựng, chúng ta phải trong thời gian tôi đi học tranh thủ sớm làm xong chuyện này. Bộ trưởng tuyên truyền Vương Quân Cường liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì không tin trong một tháng có thể làm xong chuyện này. Trương Dương lại nói, tôi tuy rằng tới kinh thành, nhưng công tác ở đây cũng không được buông lỏng, có mấy chuyện mà lần trước tôi cũng đã nói, thứ nhất, khen thưởng phải lập tức chứng thực, thứ hai việc trả đất của khu khai phá cho dân cũng phải làm nhanh, thứ ba việc chỉnh đốn thành thị của Tân Hải phải tiếp tục, tôi hy vọng sau khi tôi trở về, ba chuyện này đã được làm xong, công tác đảng vẫn do đồng chí Lưu Kiến Thiết tạm thời phụ trách, công tác chính phủ thì có huyện trưởng Hứa nắm rồi, về chuyện của khu khai phá thì do đồng chí Ngọc Vũ phụ trách cụ thể. Tôi hy vọng, khi tôi không có mặt, mọi người có thể hợp tác đoàn kết, để Tân Hải tiếp tục phát triển vững vàng. Hứa Song Kỳ thầm nghĩ trong lòng, anh chính là nhân tố không ổn định lớn nhất, chỉ cần anh đi rồi, mọi người sẽ có thể hợp tác đoàn kết.
Những thường ủy này hiện tại rất ít lên tiếng, Trương Dương bất kể nói thế nào thì phía dưới cũng không có ý kiến, cho nên cuộc họp thường ủy rất nhanh liền kết thúc. Trương Dương cũng ngộ ra được một vài điều, những thường ủy này là dùng phương thức trầm mặc để đối kháng với mình, biểu đạt sự bất mãn đối với mình, không phải bùng nổ trong trầm mặc thì cũng là diệt vong trong trầm mặc, đám người này muốn bùng nổ ở trước mặt mình thì không có cơ hội đâu, tất cả chờ diệt vong đi. Hứa Song Kỳ vừa họp xong, đứng dậy chuẩn bị đi thì Trương Dương lại nói, lão Hứa, anh đừng đi vội, tôi có lời muốn nói với anh. Hứa Song Kỳ ngồi xuống, bí thư Trương có chuyện gì vậy? Lúc này trong lòng không khỏi có chút đắc ý, anh không phải rất khệnh ư. Nhưng giờ vẫn bị đá đi đấy thôi. Tuy rằng chỉ một tháng, nhưng cũng đủ để Hứa Song Kỳ trong lòng mừng thầm một hồi. Trương Dương nói, lão Hứa à, trong khoảng thời gian tôi đi, công tác của Tân Hải nhờ cả vào anh. Hứa Song Kỳ nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ tận lực làm tốt công tác bên này, Tân Hải sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Đổi thành trước đây Hứa Song Kỳ chí ít cũng phải khách khí một chút. Nhưng hiện tại thì khác rồi, y muốn dùng ngữ khí như vậy để nói với Trương Dương rằng, đừng tưởng mình hay, không có anh thì trái đất vẫn quay thôi. Trương đại quan nhân làm sao có thể không nghe ra ý ngầm của y, mỉm cười nói, được, được, lão Hứa, tôi sẽ nhớ kỹ những lời này của anh, nếu trong lúc tôi đi học Tân Hải xảy ra bất kỳ chuyện gì thì tôi cũng sẽ tìm anh. Những lời này tuy rằng là vừa cười vừa nói, nhưng tràn ngập ý uy hiếp. Hứa Song Kỳ nói, nếu không làm tốt công tác, tự tôi sẽ khó ăn khó nói, anh không cần phải quan tâm. Trương Dương mỉm cười gật đầu, Hứa Song Kỳ so với trước đây hình như cường thế hơn rồi, đấu với tao à, mày cũng phải nghĩ tới phân lượng của mày chứ. Sau khi Trương Dương trở lại văn phòng thì gọi điện thoại cho Thường Hải Tâm cũng đã nghe nói chuyện hắn phải tới trường đảng Trung ương học tập, cười nói, sao? Còn chưa được sống mấy ngày vinh váo đã phải đi làm học sinh rồi à? Trương đại quan nhân cảm thán nói, đấu tranh chính trị tàn khốc phức tạp, kẻ địch âm hiểm giả dối, điều này đủ để chứng minh, một cán bộ tốt muốn thật thà làm chút việc khó cỡ nào, phải gặp phải nhiều trắc trở thế nào. Thường Hải Tâm bật cười, cô ta lướt một cái, nhẹ nhàng đi tới phía sau Trương Dương, chủ động xoa bóp hai vai cho hắn, ôn nhu nói, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được anh, thật ra anh tới trường đảng học tập cũng là một chuyện tốt. Trương Dương gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Trong kế hoạch vốn là cũng phải đi một chuyến. Thường Hải Tâm nói, anh đi trước đi, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh em, để anh ấy dành thời gian cùng anh tới chỗ giáo thụ Trình, tranh thủ thuyết phục ông ta đến giúp Tân Hải thiết kế công trình xanh hóa. Trương Dương nói, em không đi à? Thường Hải Tâm lắc đầu nói, em nếu đi thì người khác chẳng phải sẽ có lời ong tiếng ve ư. Trương Dương cười cười, hắn nói khẽ cứ làm việc mình thích, mặc kệ người ta. Thường Hải Tâm vỗ vai hắn một cái, nói khẽ, bí thư Trương, chuyên tâm công tác mới là chính bản, hiện tại toàn bộ Tân Hải đều biết chuyện anh xin bỏ huyện lập thành phố, nếu không thành công, không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười anh đấy. Những lời này của Thường Hải Tâm rất chính xác, hiện tại ở Tân Hải có khối người đang muốn thấy Trương Dương mất mặt, thời gian Thường Hải Tâm tới Tân Hải tuy rằng không dài nhưng đã cảm thấy được áp lực chung quanh, tòa thành thị Tân Hải này không giống với những nơi mà cô ta từng làm trước đây. Giữa cán bộ bản địa Tân Hải trao đổi luôn là vô cùng khó khăn, Thường Hải Tâm biết, có một số chướng ngại là người ta chế tạo ra, cán bộ bản địa Tân Hải lòng cảnh giác rất nặng, ý thức phòng bị đối với những người từ ngoài đến như bọn họ rất mạnh. Trương Dương hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên sau khi tới Tân Hải không lâu, liền bắt đầu phát triển đoàn đội của mình một cách có ý thức, mùi thuốc súng của tầng lớp quyền lực Tân Hải càng ngày càng đậm. Trương Dương tuy rằng là người đứng đầu Tân Hải, nhưng muốn phục chúng thì nhất định phải làm ra thành tích. Trước mắt mà nói, chuyện bỏ huyện lập thành phố vô cùng quan trọng, nếu chuyện này được thuận lợi phê chuẩn, Trương Dương có thể tạo ra được địa vị không thể dao động trong quan trường Tân Hải. Mà sau khi huyện Tân Hải trở thành thành phố Tân Hải, sự ỷ lại vào Bắc Cảng tất nhiên sẽ giảm bớt, sự ước thúc của lãnh đạo thành phố Bắc Cảng đối với Trương Dương cũng giảm xuống theo. Trương Dương nói, đi, theo anh ra ngoài một chuyến. Thường Hải Tâm nói, đi đâu? Trương Dương cười nói, đi rồi biết. Trương Dương dẫn Thường Hải Tâm tới nhà cục trưởng tài chính tín nhiệm Vương Chí Cương, Vương Chí Cương ở tại trong ký túc xá cục khoa học kỹ thuật, có điều không phải nhà lầu, mà là một nhà trệt 26 m². Khi Trương Dương và Thường Hải Tâm tới nhà của Vương Chí Cương, nhìn thấy một cô bé đeo khăn quàng đỏ đang cho thỏ ăn. Trương Dương cười nói, cháu là Điềm Điềm à, cha cháu có nhà không? Cô bé đó chính là Vương Điềm Điềm, con gái của Vương Chí Cương, nó nhìn thấy có người đến, vội vàng gọi, mẹ ơi! Mẹ ơi! Một phụ nữ dáng người cao lớn,
Diện mạo thanh tú từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Trương Dương, cô ta rõ ràng ngây ra một thoáng rồi lập tức cười nói, bí thư Trương. Trương Dương cười nói, chị là chị nhà à? Nữ nhân đó là lão bà Vương Học Ninh của Vương Chí Cương, cô ta cười nói, Chí Cương vẫn chưa tan ca, bí thư Trương, mời vào nhà ngồi. Trương Dương cười nói, chúng ta hay là ngồi trong vườn đi. Vương Điềm Điềm mang ghế ra cho hai người bọn họ, Trương Dương và Thường Hải Tâm mỗi người cầm lấy một cái ghế, ngồi luôn trong sân. Vương Học Ninh rót trà cho họ rồi đặt ở bàn đá bên cạnh, cười nói, bí thư Trương, hai người ngồi tạm nhé, tôi đang thổi cơm, trưa nay ở lại đây ăn cơm đi. Trương Dương cười nói, thôi, chúng tôi đợi Chí Cương về, nói xong chuyện là đi. Chị nhà, chị biết tôi à? Vương Học Ninh lắc đầu nói, chưa gặp mặt anh, có điều mỗi ngày tôi đều nhìn thấy anh trên tin tức Tân Hải, vừa nhìn là nhận ra ngay. Thường Hải Tâm ở bên cạnh nghe thấy cô ta nói như vậy thì cũng bật cười, hiệu suất xuất hiện của Trương Dương trên truyền hình Tân Hải cao thật. Bất kể là Trương Dương hay là Thường Hải Tâm đều cảm thấy Vương Học Ninh không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Cho dù đối mặt với bí thư huyện ủy Trương Dương này, cô ta cũng không hề biểu hiện ra vẻ rụt rè, vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Trương Dương cho rằng có thể là có liên quan tới Vương Học Ninh xuất thân từ Đại học Thanh Hoa, dù sao cũng được giáo dục cao đẳng, tất nhiên là không giống người bình thường. Vương Chí Cương 12 giờ 15 mới về đến nhà, nhìn thấy Trương Dương và Thường Hải Tâm, gã bất giác ngây người, cười nói, bí thư Trương, ngài sao lại tới đây? Có chuyện gì thì gọi tôi tới văn phòng là được mà. Trương Dương cười nói, tôi tới tìm anh nói chút chuyện, thuận tiện tới nhà anh chơi một chút. Vương Chí Cương nói, Học Ninh, vị này là bí thư huyện ủy Trương, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn đi. Vương Điềm Điềm nghe thấy là ra ngoài ăn thì vui vẻ nhảy cẫng lên. Vương Học Ninh nói, em đã thổi xong cơm rồi. Vương Chí Cương nói, để lại buổi tối ăn. Trương Dương cười nói, không vội, Chí Cương, tôi tới đây là có chuyện muốn nói với hai người. Vương Học Ninh nghe thấy là hai người thì mới biết chuyện này có liên quan tới mình. Trương Dương mở ví ra, lấy một tờ chi phiếu đưa cho Vương Chí Cương, ở đây có 10 vạn đồng, là khen thưởng cho hai vợ chồng các anh đã làm ra cống hiến nổi bật cho hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời. Vương Chí Cương vội vàng trả lại tờ chi phiếu đó cho Trương Dương, tôi không nhận, tôi không thể nhận được, bí thư Trương, đã nói đây là thành quả của Cục Khoa học Kỹ thuật mà. Trương Dương nói, phần thưởng của Cục Khoa học Kỹ thuật gần tới sẽ vào tài khoản, tôi không phải đã phê rồi ư. Nói rồi hắn lại đẩy tờ chi phiếu qua. Vương Chí Cương nói, bí thư Trương, tôi thực sự không cần đâu mà, tôi chỉ muốn làm chút chuyện cho mọi người, tôi không muốn nhận gì từ huyện lý cả. Trương Dương nói, chị nhà, chị nhận đi. Vương Học Ninh cười nói, tôi nghe theo anh ấy. Chương 1428, quan hệ thực tế 1. Trương Dương không thể không bội phục sự bình tĩnh của Vương Học Ninh, phụ nữ gia đình bình thường nếu nhìn thấy chi phiếu 10 vạn đồng, chỉ sợ sớm đã loạn phương tắc rồi, rất ít người có thể bảo trì được sự bình tĩnh như Vương Học Ninh. Vương Chí Cương nói, bí thư Trương, anh hãy nghe tôi nói đã, tôi rất cảm tạ anh đã cho tôi cơ hội này, nhưng hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời vẫn chưa được sản xuất chính thức, hàng mẫu của chúng tôi tuy rằng rất thành công, nhưng trong khâu sản xuất nhất định sẽ có những nhân tố bất ngờ, tôi không thể nhận tiền này được. Bộ hệ thống này không phải thuộc về hai vợ chồng chúng tôi, mà là kết quả cố gắng chung của mọi người trong Cục Khoa học Kỹ thuật. Vương Học Ninh nói, bí thư Trương, anh cầm về đi, Chí Cương thật sự không muốn nhận đâu, con người anh ấy không thích nói dối. Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm tờ chi phiếu đó về. Hắn cười nói, tôi lần này tới còn có một lời mời quá đáng. Vương Chí Cương nói, bí thư Trương, ngài nói đi. Trương Dương nhìn Vương Học Ninh nói, chị nhà. Tôi nghe Chí Cương nói hệ thống chiếu sáng này là hai người cùng nghiên cứu chế tạo, hơn nữa bộ phận mấu chốt trong đó đều là chủ ý của chị. Vương Học Ninh cười nói, đừng nghe anh ấy nói bừa, tôi nào có bản sự như vậy. Trương Dương nói, phía Giang Thành đã tiến hành khảo sát và luận chứng hệ thống này, bọn họ tỏ vẻ vô cùng hài lòng, tháng này sẽ chuẩn bị chính thức đưa vào sản xuất, dựa theo ước định giữa chúng tôi, Tân Hải phụ trách cung cấp kỹ thuật, Giang Thành phụ trách đầu tư sản xuất. Phía chúng ta phải cung cấp toàn trình giúp đỡ về kỹ thuật. Cho nên tôi chắc cần phải có một người quen thuộc với hệ thống này, chị nhà, chị có muốn giúp tôi việc này không? Vương Học Ninh nói, hệ thống này là Cục Khoa học Kỹ thuật độc quyền, tôi không phải là người của Cục Khoa học Kỹ thuật, tôi ra mặt hỗ trợ liệu có thích hợp không? Trương Dương cười nói, không có gì là không thích hợp cả, tuy rằng hệ thống này Cục Khoa học Kỹ thuật độc quyền, nhưng người có công chính là hai vợ chồng anh chị nhà.
chị đừng từ chối, đối với chị mà nói thì đây cũng là một cơ hội, thư mời của quản đốc kỹ thuật quang điện đã chuẩn bị cho chị rồi, chị lần này không chỉ là đại biểu cho bản thân mà còn đại biểu cho toàn bộ Tân Hải chúng ta. Vương Chí Cương ở bên cạnh nói, Học Ninh, em đồng ý đi. Vương Học Ninh nói, anh vì sao bảo em đáp ứng? Vương Chí Cương nói, Học Ninh, nhiều năm qua, em đã hy sinh cho anh quá nhiều rồi, nếu không phải vì anh, em vốn có thể phát triển tốt hơn, anh. Vương Học Ninh gắt, được rồi, em đáp ứng là được rồi chứ gì. Tuy rằng vợ chồng Vương Chí Cương cực lực giữ lại, Trương Dương vẫn lấy cớ có việc không ở lại ăn cơm, hắn và Thường Hải Tâm sau khi rời khỏi thì tới một quán hải sản nhỏ ven biển. Thường Hải Tâm tò mò hỏi chuyện của vợ chồng Vương Chí Cương, Trương Dương kể lại chuyện nghe được từ chỗ Vương Chí Cương cho cô ta, Thường Hải Tâm không khỏi cảm thán, không ngờ hai vợ chồng bọn họ còn có kinh lịch long đong như vậy. Trương Dương nói, hai vợ chồng bọn họ rất có bản lĩnh, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời này chủ yếu là hai vợ chồng bọn họ nghiên cứu chế tạo ra, nhưng là vì Vương Chí Cương không có biên chế trong Cục Khoa học Kỹ thuật cho nên độc quyền thuộc về Cục Khoa học Kỹ thuật huyện, kể ra 50 vạn này phải là trực tiếp thưởng cho cá nhân hắn. Nhưng hai vợ chồng người ta cũng không có lấy một câu oán hận, ngay cả 10 vạn này bọn họ cũng không nhận. Thường Hải Tâm nói, nhìn điều kiện sinh hoạt của bọn họ không được tốt lắm. Trương Dương gật đầu nói, anh đã hỏi thăm rồi, Vương Chí Cương sau khi học đại học xong thì dẫn Vương Học Ninh về Tân Hải, trong nhà không chấp nhận, cha mẹ hắn đều cho rằng là Vương Học Ninh hại con trai bọn họ, cho nên quan hệ một mực không được tốt, cái mà Vương Chí Cương và Vương Học Ninh muốn không phải là tiền, mà là sự tôn trọng. Bọn họ hy vọng đạt được sự công nhận của người khác đối với bọn họ, mà anh thì hoàn toàn có thể giúp bọn họ có được điều này, chỉ cần bọn họ thực sự có bản lĩnh, anh có thể giúp bọn họ ngẩng đầu làm người ở Tân Hải. Thường Hải Tâm giờ mới biết Trương Dương vì sao muốn đích thân mời Vương Học Ninh đảm nhiệm chức quản đốc kỹ thuật, cô ta ôn nhu nói, anh thật đúng là chi nhân thiện nhập. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, em nhìn thấy rồi đấy, chuyện mà hai vợ chồng này tương lai làm ra có thể khiến mọi người chố mắt. Anh tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu. Trương Đại Quan Nhân tràn ngập lòng tin đối với lựa chọn mình. Trương Đại Quan Nhân sau khi thu xếp xong chuyện ở Tân Hải thì tới Kinh Thành, tuy rằng phía Bắc Cảng nói cho hay là để hắn làm lớp trưởng, làm người dẫn đầu kỳ luân phiên huấn luyện này, nhưng Trương Đại Quan Nhân không có chút hứng thú nào, hắn thích độc lai độc vãng, chuyện của những người khác không liên can tới hắn, chân tướng học tập lần này là đám lãnh đạo thành phố Bắc Cảng muốn tạm thời lưu đày hắn, Trương Đại Quan Nhân cho rằng, nếu mình đi mà không về, Bắc Cảng không biết sẽ có bao nhiêu người cao hứng. Trương Dương lái xe tới thẳng Kinh Thành, một đường đi rất thuận lợi, vốn hắn không định lái xe tới, nhưng Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương ủy thác hắn mang một khối đá thủy tinh đến cho chủ nhiệm ban chú Kinh Bình Hải Quách Thụy Dương. Đây là Quách Thụy Dương nhờ y mua, Trương Đại Quan Nhân không thể ôm một tảng đá lớn như vậy chạy tới chạy lui, cho nên đành phải lựa chọn lái xe. Trương Dương đã tới Kinh Thành vô số lần, con đường này hắn nhắm mắt lại cũng có thể lái được. Vừa mới đến Kinh Thành liền nhận được điện thoại của Bí thư huyện ủy Phong Trạch Tôn Đông Cường, bởi vì lần luân phiên huấn luyện này là Giang Thành và Bắc Cảng kết hợp. Tôn Đông Cường cũng là thành viên của nhóm đầu tiên, hơn nữa hắn còn là người phụ trách của phía Giang Thành. Tôn Đông Cường nói, Bí thư Trương, đến Kinh Thành chưa? Trương Dương trước đó đã biết Tôn Đông Cường cũng sẽ đến, chỉ là không chủ động liên hệ với gã. Trương Dương cười nói, vừa mới vào Kinh Thành. Tôn Đông Cường nói, đã có chỗ ở chưa? Hay là anh tới ban chú Kinh Phong Trạch đi, tôi sẽ cho người an bài phòng tốt cho anh. Trương Dương lúc này mới nhớ tới người ta trên cơ bản đều có ban chú Kinh, phía Tân Hải thì không có ban chú Kinh, ngay cả phòng làm việc cũng không có, bình thường cán bộ Tân Hải đi công tác đều là tới thẳng ban chú Kinh Bắc Cảng. Trương Dương nói thôi, tôi có chỗ ở rồi, chúng ta ngày mai đi báo danh thì gặp nhau nhé. Tôn Đông Cường nói, ngày mai cái gì, tôi đã an bài tối nay rồi, chúng ta đi uống một bữa đi. Tôn Đông Cường đã thể hiện nguyện vọng muốn đi lại gần gũi với Trương Dương, tuy rằng khi ở Phong Trạch từng có một dạo Tôn Đông Cường coi Trương Dương là đối thủ cạnh tranh, nhưng về sau gã rất nhanh ý thức được mình và Trương Dương căn bản không phải cùng một đẳng cấp, đường đi của người ta so với gã thì trực tiếp hơn nhiều, gã chỉ chẳng qua là con rể của chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Thành, mà người ta là con rể của Bí thư tỉnh ủy, chênh lệch không phải lớn bình thường. Về sau gã và Trương Dương liên thủ đối phó với Bí thư huyện ủy Phong Trạch tiền nhiệm Thẩm Khánh Hoa. Nhắc tới đoạn cố sự này, hai người miễn cưỡng cũng được cho là chiến hữu từng chung một chiếc hào. Trương Dương nói, Đông Cường à, chờ tôi xong việc tôi sẽ gọi cho anh. Tôn Đông Cường biểu hiện ra 10 phần thành ý, được, tôi chờ điện thoại của anh. Trương Dương tới ban chú Kinh tỉnh, Quách Thụy Dương nghe nói hắn tới, tự mình anh cửa nghênh đón,
Trương Dương mang đồ mà Tưởng Hồng Cương nhờ đến, khối đá thủy tinh này nặng gần 200 cân, Trương đại quan nhân khiêng hộp gỗ vào trong văn phòng Quách Thụy Dương, sau khi thả xuống thì mặt không đỏ, cũng không thở gấp. Quách Thụy Dương vội vàng đưa cho hắn một cái khăn tay. Trương Dương lau lau tay, trên đầu không có lấy một giọt mồ hôi. Quách Thụy Dương thử đổi vị trí, lúc này mới biết được cân nặng của hộp gỗ, sợ hãi nói, nặng thế. Trương Dương cười nói, cũng may là nhờ tôi đấy, đổi thành người khác thì không khiêng vào nổi đâu. Quách Thụy Dương cười nói, đây là đá thủy tinh mà tôi nhờ lão Tưởng mua hộ để đem tặng. Trước mặt Trương Dương y cũng không giấu giếm gì cả. Công việc của ban chú kinh là đi làm quan hệ, xu hướng hiện tại là vậy, tặng quà còn phải đúng chỗ, tránh cho phí công phí của. Trương Dương ngồi xuống sofa trong văn phòng, hắn và Quách Thụy Dương mấy ngày trước vừa gặp nhau ở tiệc cưới của Đinh Lâm, hiện gặp lại ở kinh thành, nhắc tới tao ngộ của Đinh Lâm, Quách Thụy Dương cũng không khỏi cảm thán, không ngờ con gái của Đinh Cao Sơn lại gặp phải cảnh ngộ bấp bênh như vậy. Quách Thụy Dương nói với Trương Dương một chuyện rất quan trọng, bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh thứ bảy này sẽ tới kinh thành. Trương Dương từ sau khi tới Tân Hải vẫn chưa gặp mặt Tống Hoài Minh, vừa nghe thấy vậy thì vô cùng cao hứng. Quách Thụy Dương nói, lão đệ, cậu ở lại đây luôn đi, tôi bảo người đi an bài phòng cho cậu. Trương Dương nói, không được, tôi ngày mai phải tới trường đảng báo danh, tối nay còn định gặp mấy người bạn cũ. Quách Thụy Dương biết nhân mạch của hắn ở kinh thành rất rộng, không cần mình chiếu cố, mỉm cười nói, cũng được, cậu trước tiên đi làm chuyện của mình đi. Chờ khi bí thư Tống tới, chúng ta sẽ dành thời gian uống vài chén. Trương Dương nói, tôi lần này cần phải ở kinh thành một tháng, chúng ta còn đầy thời gian để uống rượu. Trương Dương đứng dậy cáo từ, cũng không để Quách Thụy Dương tiễn xa, khi tới đại sảnh của khách sạn Thanh Giang vừa hay gặp phó chủ nhiệm ban chú kinh Hồng Vệ Đông. Hồng Vệ Đông nhìn thấy Trương Dương thì lập tức mắt sáng ngời, hiện tại Trương Dương chẳng những là bí thư huyện ủy Tân Hải. Hơn nữa nhạc phụ tương lai Tống Hoài Minh của hắn đã thăng nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bình Hải, địa vị của Trương đại quan nhân cũng tăng lên theo, trong mắt rất nhiều người, trên người Trương Dương tất nhiên được phủ lên một vầng sáng. Chương 1429, quan hệ thực tế 2. Hồng Vệ Đông từ xa đã lớn tiếng hô, Trương lão đệ. Thật ra luận bối phận thì y à Quách Thụy Dương đều phải là hạng chú bác của Trương Dương, nhưng hiện tại đã khác rồi. Chỗ Tống Hoài Minh thì không thể nào bấu víu được, với Trương Dương thì dễ hơn, gọi một tiếng lão đệ cũng không ủy khuất gì cho mình, ngược lại còn cảm thấy hãnh diện, cho dù là để nhân viên công tác khác của ban chú kinh nhìn thấy, trong lòng cũng chỉ có nước hâm mộ. Trương Dương nhiệt tình bắt tay với Hồng Vệ Đông, đám người này của ban chú kinh Bình Hải mí mắt rất linh hoạt, bất kể là Quách Thụy Dương hay là Hồng Vệ Đông đối với hắn đều khá khách khí, Trương Dương minh bạch. Người ta sở dĩ đối tốt với mình. Chẳng phải là vì nể mặt nhạc phụ tương lai của mình ư. Xã hội chính là thực tế như vậy đấy. Quan trường trong nước kết giao. Thông thường phương thức câu thông tình cảm chính là nhậu. Hồng Vệ Đông cũng không ngoại lệ, ngỏ lời muốn mời Trương Dương uống rượu. Trương Dương lần này đến kinh thời gian tuy rằng rất dài. Nhưng cũng không có hứng thú lãng phí thời gian trên người y. Trương Dương nói có việc, uyển chuyển từ chối lời mời của Hồng Vệ Đông. Trương Dương trước tiên gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện. Nói rằng mình đã tới kinh thành, nhưng không ngờ Kiều Mộng Viện đang chơi ở Thái Lan, cuối tháng mới có thể về, Trương Dương lại liên hệ với cha Vi cũng không ở kinh thành, tới nước Pháp bồi dưỡng thiết kế trang sức nửa năm. Trương Dương cũng không quên chỗ cha mẹ nuôi, trong điện thoại nói với La Tuệ Ninh rằng mình trong mấy ngày tới sẽ phải tới trường đảng báo danh, qua vài ngày nữa mới rảnh để tới thăm họ. La Tuệ Ninh cũng rất thoáng, dù sao Trương Dương cũng phải học tập một tháng ở kinh thành, cơ hội gặp mặt còn nhiều mà. Trương đại quan nhân đang chuẩn bị gọi điện thoại XG mấy vị với mình thì Tôn Đông Cường lại gọi tới, lần này Trương đại quan nhân cũng không tiện cự tuyệt, đáp ứng Tôn Đông Cường rằng lập tức sẽ tới ban chú kinh Phong Trạch hội họp với gã. Trương Dương trước đây khi đảm nhiệm chức phó thị trưởng Phong Trạch từng tới ban chú kinh Phong Trạch, khi đó điều kiện bên này còn vô cùng đơn sơ, có điều hiện tại đã sửa sang lại, chỗ tuy rằng không lớn nhưng rất lịch sự tao nhã, trong sân còn có một hoa viên nho nhỏ, Phong Trạch là thành phố cấp huyện. Cho nên nhiệm vụ tiếp đãi không thể so sánh với ban chú kinh tỉnh, bình thường thật sự rất thanh nhàn. Khi Trương Dương lái xe tới ban chú kinh Phong Trạch thì Tôn Đông Cường đã đứng trên ban công lầu 3 sưởi nắng, nhìn thấy chiếc xe khí phách đi vào sân, Tôn Đông Cường liền đoán rằng người đến là Trương Dương, Trương Dương từ bên trong xe đi ra. Lập tức bị tiếng cười sang sảng của Tôn Đông Cường hấp dẫn, nhìn thấy Tôn Đông Cường đang từ trên lầu vẫy tay với mình rồi bước nhanh xuống đón. Trương Dương khóa xe xong thì Tôn Đông Cường đã tới trước mặt hắn, vươn hai tay ra nhiệt tình bắt tay Trương Dương, lão đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi.
Trương Dương mỉm cười nói, lần này không chỉ là gặp mặt, mà còn là bạn học, cùng nhau học tập trong một tháng. Đi theo Tôn Đông Cường xuống còn có một vị nam tử hơn 30 tuổi, hắn là Trung Mạo Thần, bí thư khu ủy khu Vân Dương Giang Thành. Trương Dương khi công tác ở Giang Thành, hắn vẫn chưa đến Giang Thành, cho nên hai người chưa từng gặp mặt. Tôn Đông Cường giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Trung Mạo Thần tất nhiên khó tránh khỏi khách khí một hồi, những lời như cửu ngưỡng đại danh thì nhất định phải nói. Trung Mạo Thần không hề quấy rầy Trương Dương và Tôn Đông Cường nói chuyện, sau khi chào hỏi thì ra khỏi cửa đi làm việc. Bởi vì vẫn chưa tới lúc ăn cơm chiều, Tôn Đông Cường mời Trương Dương đến phòng của gã ngồi, thuận tiện Trương Dương đi thăm ban chú Kinh Phong Trạch một chút. Trương Dương cảm thán nói, ban chú Kinh Phong Trạch thay đổi lớn thật, sửa ang lại chắc tốn không ít tiền nhỉ. Tôn Đông Cường thở dài nói, trước đây khi bí thư Thẩm cầm quyền Cường Điệu phải tiết kiệm, tôi cũng đồng ý với tác phong gian khổ mộc mạc, nhưng thời đại thay đổi rồi, cùng ra phá viện người khác sẽ không nói anh tiết kiệm, ngược lại sẽ chê cười anh nghèo, mà kẻ nghèo thì không ai hỏi, giàu có thì ở núi sâu cũng có người hỏi, giữa người và người là như vậy, giữa thành thị và thành thị cũng như vậy. Trương Dương tràn đầy đồng cảm gật đầu, ai cũng nói là công trình mặt mũi, nhưng công trình mặt mũi vẫn cần thiết, ai cũng nói làm người phải thẳng thắn thành khẩn, nhưng ai có thể trần truồng mà đi ra ngoài chứ. Tôn Đông Cường phá lên cười, cách so sánh của Trương Dương cũng rất thỏa đáng, gã giới thiệu, lần luân phiên huấn luyện này là Bắc Cảng và Giang Thành cùng làm, cán bộ cấp chính ban của các khu huyện Giang Thành trên cơ bản đều sẽ tới tham gia học tập, cũng là cơ hội tốt để trao đổi làm quen. Sau khi nghe thấy chuyện này, tôi đoán rằng anh cũng sẽ tới. Trương Dương nói, tôi cũng không muốn tới đâu, nhưng mấy vị lãnh đạo thành phố đều muốn tôi đến. Xem ra mấy vị lãnh đạo của thành phố Bắc Cảng rất trọng thị anh. Trương Đại Quan Nhân bật cười, trọng thị ư, bọn họ là chê tôi chướng mắt thì có. Tôn Đông Cường nói, sao lại nói vậy? Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói, Tân Hải gần đây xin bỏ huyện lập thành phố, chuyện này tôi và lãnh đạo có suy nghĩ không nhất trí. Tôn Đông Cường nói, tôi cũng nghe nói tới chuyện này, nói anh khi xin bỏ huyện lập thành phố đã trực tiếp gạt thị lý sang một bên. Trương Dương gật đầu nói, tóm lại đám lãnh đạo thành phố này không đồng ý tôi đề xuất xin vào lúc này, tôi cũng đã cân nhắc rồi, so với đề xuất xin với bọn họ trước rồi bị phủ quyết, chẳng thà tiền trảm hậu tấu. Tôn Đông Cường nói, huyện và thành phố cấp huyện ngoài mặt thì giống nhau nhưng trên thực tế thì khác nhau, một là trực tiếp chịu trách nhiệm với tỉnh lý, phương diện hành chính thì do thành thị thượng cấp quản lý, một là hoàn toàn phụ thuộc, phương diện tài chính và lực độ ủng hộ của tỉnh lý đối với cái trước thì lớn hơn một chút. Trọng điểm phát triển thành thị của hai cái cũng khác nhau, trọng điểm phát triển của huyện là nông nghiệp, mà trọng điểm phát triển của thành phố cấp huyện là công thương nghiệp. Phía Bắc Cảng nếu ở phương diện này không nhất trí với suy nghĩ của anh, chứng tỏ bọn họ không muốn buông Tân Hải. Trương Dương nói, không sai, chắc là như vậy, tôi luôn cảm thấy lòng dạ của đám người này rất hẹp hòi, mấy ngày trước tôi cầm hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tới, hạng mục tốt như vậy đi tìm bọn họ hợp tác, nhưng bí thư hạng chưa xem đã cự tuyệt tôi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân vẫn đầy oán khí. Tôn Đông Cường cười nói, cũng may mà hắn cự tuyệt anh, nếu không thì tôi sao đến lượt chúng tôi được hợp tác. Nhà máy quang điện Viễn Phương là ở Phong Trạch, lần này Tân Hải và Giang Thành hợp tác sản xuất đèn đường chính là do nhà máy quang điện Viễn Phương phụ trách, Tôn Đông Cường không nghi ngờ gì nữa là một trong những người được lợi trong lần hợp tác này. Trương Dương cười nói, thôi không nói nữa, nói chung lần này chúng ta phải nhanh chóng sản xuất đèn đường năng lượng mặt trời, sớm ngày trang bị. Chờ sau khi đường của thành thị Tân Hải tất cả sáng đèn, tôi xem bọn họ còn gì để nói nào. Tôn Đông Cường thầm than, bất kể là ai làm thủ trưởng của Trương Dương đều rất khó khăn, thằng ôn này phóng mang quá nhọn, nếu lần này Tân Hải thuận lợi bỏ huyện lập thành phố, hắn sẽ oanh oanh liệt liệt làm xanh hóa thành thị, chẳng khác nào trực tiếp tát lãnh đạo thành phố Bắc Cảng một cái, không thể gọi là không thâm được. Thân là một gã cấp dưới mà dám đánh vào mặt lãnh đạo, hậu quả của hắn thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Tôn Đông Cường đã đoán trước được, tương lai mâu thuẫn giữa Trương Dương và đám lãnh đạo Bắc Cảng sẽ càng thích càng sâu, xung đột cũng sẽ càng lúc càng ác liệt. Có điều gã không cho rằng Trương Dương sẽ chịu thiệt trong xung đột, Trương Dương có bối cảnh gì chứ? Nhạc phụ tương lai của hắn là bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh, cha nuôi là phó thủ tướng quốc vụ viện Văn Quốc Quyền, hơn nữa sang năm rất có khả năng thành thủ tướng. Có bối cảnh như vậy hắn tất nhiên có gan chơi nhau với lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Khi đang nói chuyện với Tôn Đông Cường thì lại có mấy vị cán bộ cấp ban của Giang Thành tới, Tôn Đông Cường rất chú trọng quan hệ với đồng nghiệp, gã coi lần luân phiên huấn luyện ở Kinh Thành này là một cơ hội tốt để hoàn thiện mạng lưới quan hệ. So sánh với Tôn Đông Cường,
Trương đại quan nhân lúc này mới ý thức được mình ở phương diện này làm không tốt, độc lai độc vãng, tuy rằng hắn là người đầu lĩnh của phía Bắc Cảng, nhưng hắn và các học sinh khác không có qua lại gì cả. Tôn Đông Cường đề nghị, anh liên lạc với bạn học phía Bắc Cảng đi, tối nay đều đến chỗ tôi ăn cơm, sáng ngày mai thì đi báo danh, tôi nghĩ mọi người trên cơ bản đều sẽ đến. Trương Dương nói, thôi, để hôm khác đi. Tôn Đông Cường cho rằng nhãn giới Trương Dương quá cao, không để những người khác vào trong mắt, thật ra bản nhân Trương Dương cũng không phải là ngạo mạn, hắn là ngại phiền toái, hơn nữa lần này luôn cảm thấy là bị đám lãnh đạo Bắc Cảng đâm cho một dao, trong lòng có chút uất ức, khó tránh khỏi trên tâm lý có chút kháng cự, đương nhiên không có tâm tình làm loại chuyện này. Nhưng nhìn thấy Tôn Đông Cường làm quan hệ, mượn cơ hội lần này để câu thông với đồng nghiệp, Trương đại quan nhân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, bất kỳ chuyện gì cũng đều có tính hai mặt. Chỉ cần xử lý thích đáng, chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt, nếu xử lý không tốt, chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu. Mỗi người đều phải thay đổi để thích ứng với quan trường cũng là một bộ phận của thế giới, khôn sống mống chết, để tồn tại tốt trong lĩnh vực này, anh phải không ngừng đề thăng mình, Tôn Đông Cường tích cực làm tốt quan hệ giữa người với người, cũng là một loại thủ đoạn để làm tăng giá trị của mình. Nhạc phụ Triệu Dương Lâm của gã là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Thành. Chính là thông qua tầng quan hệ này, Tôn Đông Cường mới có thể có được ngày hôm nay, nhưng đến được bước này đã là cực hạn mà Triệu Dương Lâm có thể giúp gã rồi, muốn đi lên nữa thì phải dựa vào chính gã, Tôn Đông Cường ý thức rõ được điểm này. Chương 1430, Kỳ Phùng Địch Thủ 1. Trong mắt Tôn Đông Cường, hắn khá là dựa ghen tị với những điều kiện mà Trương Dương có, người và người khác nhau, hắn hiện tại chỉ có thể nhận rõ hiện thực. Dựa vào chính mình để sáng tạo ra tất cả cơ hội để có thể thượng vị. Trương Dương đều đã từng gặp mặt đa số cán bộ Giang Thành này, yến hội tối hôm đó ở ban chú Kinh Phong Trạch có bầu không khí không tồi, mọi người đối với Trương Dương cũng đều biểu hiện ra sự tôn kính, dù sao uy danh của thằng ôn này cũng bày ra đó. Lúc trước khi công tác ở Giang Thành có thể nói là chính tích rõ rệt, hơn nữa thân phận bối cảnh của Trương Dương ai cũng biết, hắn và bí thư thị ủy đương nhiệm Đỗ Thiên Giã lại tình như thủ túc. Người như vậy, đương nhiên là đối tượng để các cán bộ Giang Thành tranh nhau làm thân. Trương Dương đối với loại tụ hội này cũng không có hứng thú lắm, uống rượu không ít nhưng tâm tình lại không có, Tôn Đông Cường cũng nhìn ra hắn tối nay có chút không yên lòng, bưng chén rượu tìm tới hắn, nói Trương Dương, đã ra rồi thì thả lỏng một lần đi, chuyện công tác cũng đừng suy nghĩ làm gì, chúng ta tới học tập cũng là để làm tốt công tác thôi. Trương Dương cười cười, chạm cốc với hắn rồi nói, tôi thì đang nghĩ. Chúng ta sau này trốn học có tiện không? Tiện chứ, sau khi báo danh thì không có việc gì, anh yên tâm, sau này nếu tới muộn hay là trốn học thì tôi sẽ điểm danh hộ anh. Tôn Đông Cường sảng khoái nói. Trương Dương gật đầu nói, được, lời này tôi nhớ kỹ. Di động của hắn đổ chuông, bởi vì hiện trường rất ồn ào nên Trương Dương đi sang một bên để nghe. Điện thoại là Tiết Vĩ Đồng gọi tới, Tam ca, anh đang ở đâu đấy? Ồn thế. Trương Dương nói, ban chú Kinh Phong Trạch. Anh ở Kinh Thành à? Trương Dương trước khi đến Kinh Thành cũng không liên hệ với Tiết Vĩ Đồng, lúc này mới đem chuyện mình đến trường Đảng Trung ương học tập ra nói. Tiết Vĩ Đồng nghe hắn nói xong liền nổi giận, anh sao thế? Tới Kinh Thành sao không liên hệ với em? Trương Dương cười nói, anh vừa tới mà. Đừng nói em, cha nuôi mẹ nuôi của anh cũng chưa liên hệ. Tiết Vĩ Đồng nói, anh có ý gì vậy? Ám chỉ là đứa em gái nuôi như em không bằng được cha nuôi mẹ nuôi của anh đúng không? Trương Dương cười ha ha, nói, không có ý đó. Thực sự là không có ý đó, chẳng qua là tới tham gia lớp học trường đảng thôi. Nhiều bạn bè cũ gặp nhau, cho nên khó tránh khỏi phải uống vài chén, anh cũng định ngày mai sau khi báo danh thì liên hệ với mấy người, lần này thời gian ở Kinh Thành khá dài. Một tháng cơ. Tiết Vĩ Đồng nói, được, đợi mai anh Thiên từ Sơn Tây về chúng ta sẽ tụ họp. Trương Dương nói, sao lại gọi điện thoại cho anh, có chuyện gì à? Tiết Vĩ Đồng nói, anh cho rằng mình không nói thì em không biết anh tới Kinh Thành ư. Em hôm qua đã biết rồi, trong lòng đang nghĩ, người làm anh như anh phải chăng đã quên mất đứa em gái này rồi, không ngờ anh quên em thật. Trương Dương nói, em nghe ai nói thế? Tiết Vĩ Đồng nói, bác Hạng, ông ta ngày hôm qua gọi điện thoại tới, ân cần thăm hỏi tình hình ông nội em thuận tiện hỏi ông ta về tình hình của anh. Ông ta nói với em rằng anh đang được đào tạo ở trường Đảng Trung ương, Tam ca à Tam ca. Anh giấu cũng kín lắm. Trương Dương cười nói, đâu có. Tiết Vĩ Đồng nói thôi, em không quấy rầy anh uống rượu nữa, nhớ kỹ đấy, ngày mai báo danh xong thì chủ động gọi điện thoại thông chi một tiếng, em mời khách,
vốn chuẩn bị đón gió tẩy trần cho Chu lão đại, giờ thì hay rồi, còn có thêm anh. Trương Dương đáp ứng rất khoái trá. Tuy rằng Hương Sơn mời Trương Dương tới chỗ hắn ở, nhưng Trương Dương sau khi cân nhắc vẫn tới quyết định tới Hương Sơn biệt viện, không biết vì sao, tối nay hắn luôn cảm thấy trong lòng lo lắng, đặc biệt tưởng niệm cái địa phương đẹp và tĩnh mịch Hương Sơn biệt viện đó. Rời khỏi ban chú kinh phong trạch, lái xe thẳng tới Hương Sơn biệt viện. Nhìn thấy hình dáng của Hương Sơn biệt viện, tim Trương đại quan nhân không khỏi đập mạnh hơn. Mà khi hắn đi tới trước cửa, nhìn thấy khóa đồng trên cửa, Trương đại quan nhân lại cảm giác có chút mất mát. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình từ xa chạy đến không chỉ là vì Hương Sơn biệt viện, mà là vì muốn gặp một người, mỗi lần tới Hương Sơn biệt viện tâm tình đều có thể được bình thản, đều là vì Trần Tuyết ở đây. Trương Dương mở cửa phòng, xách hành lý đi vào, bên trong đình viện được dọn dẹp rất sạch sẽ, xem ra Trần Tuyết thường xuyên tới đây quét dọn. Trương Dương tới phòng mà mình thường ở, mặc dù có đã một đoạn thời gian rồi không tới, nhưng bên trong không có một hạt bụi nào, vào trong phòng tắm. Mở nước ấm, Trương Dương thoải mái nằm ngâm. Nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, khi sắp ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Trương đại quan nhân ngẩn ra, đêm hôm khuya khoắt, lại là nơi thâm sơn rừng rú, sao lại có người gõ cửa vào những lúc như thế này? Hắn từ trong bồn tắm lớn ngồi dậy, mặc vào áo tắm vào, cao giọng nói, ai đấy? Bên ngoài một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, tôi. Trương đại quan nhân nghe rõ ràng. Giọng nói đó rõ ràng là của Văn Linh, khi gõ cửa chắc còn đứng ở cửa lớn, nhưng sau khi trả lời hắn thì rõ ràng đã tới trong vườn rồi. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút liền đoán được Văn Linh vì sao lại tìm tới nơi này. Khẳng định khi hắn gọi điện thoại cho La Tuệ Ninh, Văn Linh ở cạnh đó, cô ta biết mình tới Kinh Thành, cho nên theo dõi tới đây. Phải nói rằng Trương Dương mỗi lần đến Kinh Thành cơ hồ đều tới chỗ này của Thiên Trì Tiên Sinh, Văn Linh có thể nghĩ đến đây để tìm mình cũng không có gì là kỳ quái. Trương Dương cười nói, thì ra là chị Linh à, đã trễ thế này rồi chị còn muốn tới gặp tôi. Thật sự là nặng tình chị em quá. Văn Linh nói, tôi chỉ có một đứa em trai là cậu, đương nhiên phải yêu thương cậu rồi. Hai chữ thương cậu rõ ràng là rít qua khẽ răng, tràn ngập hàn ý âm lãnh. Trương Dương nói, chị Linh, hảo ý của chị đối với tôi xin nhận, nhưng hiện tại đã khuya rồi, tôi lại đang tắm, chúng ta tuy rằng là chị em, nhưng dù sao nam ở chung cũng không tiện. Hay là có chuyện quan trọng gì thì để mai bàn đi. Văn Linh nói, tính tôi rất nôn nóng, có gì cũng phải nói ngay mới chịu được. Trương Dương đi tới chỗ treo quần áo, vừa vươn tay ra lấy quần áo vừa nói, chị Linh, chị đợi một chút nhé, hiện tại tôi không mặc quần áo nên nói chuyện không tiện. Hắn vừa cầm được quần áo thì cửa phòng rầm một cái bị đá bay, trước cửa bốc đấy khói bụi. Văn Linh mặc hắc y, trong tay cầm một thanh trường kiếm hẹp dài, chính là ẩm huyết kiếm cô ta cướp được từ tay Kim Đấu La. Mắt lạnh lùng nhìn Trương Dương. Nếu đổi lại là trước đây, Trương Dương khẳng định sẽ tìm được ánh mắt thù hận trong đó, nhưng hiện tại hắn chỉ thấy vẻ lãnh khốc đạm mạc. Trương đại quan nhân cảm thấy được trên người Văn Linh đã xảy ra biến hóa nào đó, chỉ là hắn không thể nói rõ được. Trương đại quan nhân hai tay che ngực, cố nặn ra bộ dạng ngượng ngùng, chị sao lại xông vào. Người ta còn chưa mặc quần áo mà. Văn Linh lạnh lùng nói, một người chết có mặc quần áo hay không thì có gì quan trọng. Trương Dương cười nói, chị Linh, chúng ta là chị em, nói đùa cũng được, nhưng không thể quá đáng quá. Tôi cũng không nói đùa. Ẩm huyết kiếm trong tay Văn Linh rung lên, trong không gian hữu hạn không khí theo động tác của cô ta hình thành một luồng khí xoáy, áo tắm của Trương đại quan nhân lập tức bị hút bay lên cao, thằng ôn này hai chân khép chặt lại, hai tay tóm lấy áo tắm, cực kỳ giống động tác ôm váy kinh điển của Marilyn Monroe, góc áo tắm bay cao lên, Trương đại quan nhân nói, chị Linh, quá đáng rồi. Tôi cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Văn Linh nhìn thẳng vào Trương Dương, khóe môi lộ ra nụ cười cổ quái, cậu thật đúng là lợi hại, không ngờ để cậu có được đại thừa quyết, giao nó ra đây, tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Trương đại quan nhân ngắt lời cô ta, chị Linh, chị có thể có chút sáng ý hay không, uy hiếp đối với tôi còn hữu dụng ư. Văn Linh gật đầu nói, được, uy hiếp vô dụng, vậy tôi cũng chỉ đành giết chết cậu thôi. Ẩm huyết kiếm trong tay bỗng nhiên giống như độc xà thè lưỡn bắn tới trước ngực Trương Dương. Cô ta vừa ra tay, Trương Dương liền nhận ra cô ta đang sử dụng Thê Phong Khổ Vũ kiếm pháp, ẩm huyết kiếm đồng dạng, kiếm pháp đồng dạng nhưng từ trong tay Văn Linh sử ra so với đại sư kiếm thuật Kim Đấu La của Hàn Quốc thì uy lực lớn hơn vô số lần. Bên trong căn phòng nhỏ tất cả đều bị kiếm ảnh của Văn Linh bao phủ, không gian bên trong bị kiếm khí phân chia thành vô số bộ phận bất quy tắc, kiếm khí vô hình đan thành một cái lưỡi chụp xuống mặt Trương Dương.
người thường gặp phải kiếm khí như vậy thì không khác gì gặp mũi nhọn, không thể thoát khỏi kết cục bầm thây, nhưng người mà Văn Linh phải đối mặt là Trương Dương, ngay cả chính cô ta cũng không tin tưởng Trương Dương sẽ dễ dàng bị thương dưới kiếm của mình như vậy. Vào đúng khoảnh khắc mà Văn Linh ra tay, Trương Dương đã hành động, hắn nhảy vào bồn tắm lớn, một quyền đánh xuống, nước trong bồn tắm bị nội lực của hắn phản chấn, tràn ra ngoài, ở trước mặt hắn hình thành một bức tường nước. Trương Đại Quan Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh lên bức tường nước trong suốt, tường nước biến ảo thành trăm ngàn bọt nước trong suốt, gào thét đón đánh về phương hướng Văn Linh xuất kiếm. Chương 1431, Kỳ Phùng Địch Thủ 2. Kiếm khí và bọt nước va chạm, bọt nước hóa thành mưa bụi nhỏ bé, mà kiếm khí cũng bị nội lực ẩn chứa trong đó triệt tiêu, đồng thời biến mất, bóng kiếm đầy trời cuối cùng cũng một lần nữa tụ thành một đường, lộ ra mũi kiếm dày đặc hàn ý, đột phá màn nước, đâm thẳng vào cổ họng Trương Dương. Một hạt nước to bằng viên bồ đào cản phía trước mũi kiếm, vừa mới chạm vào mũi kiếm đã vỡ tan. Trương Dương vươn hai ngón tay ra, chuẩn xác kẹp lấy Ẩm Huyết kiếm. Giọt nước giống như bay đầy trời giải về phía Văn Linh, phạm vi gần thân thể cô ta một thước bị nội lực của cô ta chấn cho hóa thành hơi nước mênh mông. Ánh mắt hai người so với mũi kiếm của Ẩm Huyết kiếm thì còn sắc bén hơn, khi tiếp xúc với nhau, vẻ mặt của Văn Linh càng lạnh hơn, Trương Đại Quan Nhân thì cười như gió mùa xuân, khôi phục nhanh thật, chị Linh, chẳng lẽ trong Ẩm Huyết kiếm này quả thực có bí mật gì đó mà người ta chưa biết ư? Văn Linh nói, cậu chết rồi tôi sẽ nói cho cậu. Ẩm Huyết kiếm giống như linh xà rung lên, dao động kỳ dị truyền tới giữa hai ngón tay của Trương Dương. Dưới chân Trương Dương chấn động, bồn tắm lớn bị hắn chấn thành hai nửa từ giữa, Trương Dương giơ chân phải đá lên bồn tắm lớn mang theo một cỗ kình phong, bắn tới Văn Linh, dưới khoảng cách gần như vậy, Văn Linh không thể không lựa chọn rút kiếm hóa giải phản kích của Trương Dương trước. Bàn tay trắng nõn của Văn Linh đánh lên bồn tắm lớn. Giống như đánh trúng gỗ mục, bồn tắm lớn vỡ vụn, mảnh nhỏ bị nội lực của Văn Linh nghịch chuyển, bắn nhanh về phía Trương Dương, thân thể bay thẳng lên, khi tới gần nóc phòng thì đột nhiên biến thành bắn xuống, song trưởng đánh lên đỉnh đầu Văn Linh. Văn Linh hừ lạnh một tiếng, tả trưởng đón đánh, trong mắt của Trương Dương thì hành động này của cô ta cực kỳ sai lầm, muốn dùng đơn trưởng hóa giải công kích của song trưởng của mình, nếu trước khi Trương Dương tu luyện đại thừa quyết có lẽ còn được, nhưng hiện tại thực lực của hai người đã phát sinh nghịch chuyển. Sau khi Văn Linh chọn dùng phương pháp kim châm thứ huyệt để kích phát công lực, nội lực hao tổn chắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà Trương Dương trong khoảng thời gian này cần cù tu luyện đại thừa quyết. Võ công đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng khi Trương Dương sắp tiếp xúc với tả trưởng của cô ta, bỗng nhiên phát hiện trong lòng bàn tay của Văn Linh lóe sáng, thì ra trong tả trưởng của cô ta đã thủ sẵn một cây độc châm, Trương Dương ứng biến cực mau, rụt tay lại, thân thể thay đổi phương hướng trong không trung một cách bất khả tư nghị. Lướt qua đỉnh đầu Văn Linh, từ cửa phòng bay ra ngoài. Văn Linh quát lên, chạy đi đâu? Mũi chân điểm một cái, thân thể và Ẩm Huyết kiếm hợp thành một thể, bay theo sau Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân ngạc nhiên phát hiện, võ công của Văn Linh lúc trước khi giao thủ ở Hán Thành thì tựa hồ lại tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể nói, vết thương của Văn Linh lúc bọn họ đối chiến ở Châu Phong chắc đã hồi phục, thậm chí so với lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Trương Dương đoán, Văn Linh chắc là trong khoảng thời gian này đã có được linh đan diệu dược gì đó. Hoặc là cô ta đã tìm được phương pháp hồi phục nội lực cực nhanh, có điều chắc không phải là đại thừa quyết, biến hóa phát sinh trên người cô ta khẳng định có quan hệ rất lớn với thanh Ẩm Huyết kiếm này. Trương Đại Quan Nhân chạy tới đại sảnh tầng 1, Văn Linh như bóng với hình, như âm hồn bất tán đuổi sát sau hắn, Trương Dương bất hạnh trên người chỉ mặc áo tắm, ảnh hưởng cực lớn đến sự phát huy của hắn. Huống chi trong tay Văn Linh còn cầm một thanh Ẩm Huyết kiếm vô kiên bất tồi, điều này khiến cho Trương Dương kiêng kỵ không ít. Kiếm trong tay Văn Linh ở trên hư không vẽ ra một chữ thập, hai đạo kiếm khí giao nhau ập tới người Trương Dương không dám đỡ, liên tiếp lui về phía sau, thân hình vừa tới cửa thư phòng, dùng lưng hất văng cửa lao vào trong. Hai đạo kiếm khí va vào trên khung cửa, lưu lại hai đạo ấn ký rõ ràng, bụi bặm và vụn gỗ bay loạn. Văn Linh tay cầm Ẩm Huyết kiếm đi vào trong thư phòng thì thấy Trương Dương nhân lúc chạy vào phòng đã quấn chặt áo tắm lên người. Chỉ có như vậy mới không còn ảnh hưởng đến động tác của hắn. Trương Đại Quan Nhân nhếch miệng cười nói, chị Linh, xem ra chị hôm nay không thèm nghĩ tới tình cảm chị em nữa rồi. Văn Linh lạnh lùng, tình cảm chị em ư, cậu còn muốn lừa tôi à? Giao ra bí mật của Đại Thừa Quyết và sinh tử ấn tôi có lẽ có thể tha cho cậu một mạng. Trương Dương chậc chậc nói, chị thật sự là đến chết cũng không hối cải, lớn như vậy rồi vì sao không tìm một nam nhân để gả, cả ngày chém giết múa đao vung kiếm,
chẳng trách hơn 30 rồi vẫn không có ai cưới chị. Văn Linh chậm rãi giơ ẩm huyết kiếm lên, tóc đen không gió động, tung bay phần phật. Trương Dương không dám chậm trễ, tay phải giấu ở sau người đánh ra, trên tay có thêm một thanh trường đao phong cách cổ xưa, chắn đao hình lăng, nửa thân đao điêu khắc hai con thanh long tinh mỹ, nửa thân trước thì không có bất kỳ trang sức nào. Chỉ có chính dưới nhô ra rãnh máu, mũi đao cực mỏng, giống như cánh ve. Hai mắt Văn Linh tựa hồ bị ánh đao khiến cho đau nhói, đồng tử chợt co rút lại, cô ta nói khẽ, đao này cậu lấy từ đâu? Trương Dương cố ý nói, chị biết thanh đao này à? Chị rốt cuộc là ai vậy? Vì sao lại nhận ra thanh binh khí cổ này? Là nhà khảo cổ học à? Hay chị căn bản chính là quái vật cổ đại? Văn Linh quát lên một tiếng, tóc đen từng sợi dựng thẳng lên, ẩm huyết kiếm trong tay giơ cao, giống như một luồng điện bắn tới ngực Trương Dương. Trương Dương không chút hoang mang, nghi đao trong tay triển khai một quyết chữ phong, ngăn cản ẩm huyết kiếm, một chiêu này của hai bên đều là dồn hết toàn lực, đao kiếm chạm nhau, hai cổ nội lực làm cho người ta sợ hãi va chạm, khí lãng lấy thân thể bọn họ làm trung tâm bắn ra chung quanh, một loạt giá sách chung quanh liên tiếp ngã xuống, sách vở bay tán loạn. Trương Dương nói, Văn Linh, có gan thì đi theo tôi, đừng phá hủy di vật của Thiên Chỉ tiên sinh. Chân hắn dậm một cái, sàn gõ dưới chân lập tức nứt ra. Tiếp theo xi măng bên dưới cũng bị hắn chất cho nứt từng tấc, từng cái lỗ đen xì xuất hiện trong phòng, thân thể của Trương Dương đột nhiên biến mất trước mặt Văn Linh. Văn Linh quả nhiên đuổi theo, men theo dấu chân của Trương Dương đi tới thạch thất dưới đất, liếc một cái đã phá hiện ra cửa động ở trên tường, tiến vào động không lâu thì Văn Linh liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, trong bóng đêm một ánh huỳnh quang sáng lên, trăm ngàn con đom đóm chiếu sáng cả thế giới dưới đất mỹ lệ này. Trương Dương đứng ở bờ sông, tay cầm nghi đao, lặng lặng nhìn Văn Linh, nói, tôi ngẫu nhiên phát hiện ra địa động này là từ thời Tùy, nơi kiếm khách Cao Ly Kim Bổ Mậu dưỡng thương, Kim Bổ Mậu ám sát Tùy Dương Đế không thành công, bị tứ đại cao thủ của Tùy Cung truy tung đến đây, về sau lại liều chết đánh một trận, đồng quy vu tận, Kim Bổ Mậu, Khư Oán, Sở Tử Đồng tất cả đều chết ở chỗ này, thanh đao này cũng chính là tôi phát hiện bên cạnh di của Kim Bổ Mậu. Vẻ mặt của Văn Linh vẫn lãnh khốc. Nhưng hai mắt của cô ta đã lộ ra vẻ bi thương không thể khống chế được. Trương Dương nói, Kim Bổ Mậu có một người con gái tên là Kim Văn Linh, thật sự là rất khéo, hình như có quan hệ với chị. Văn Linh nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương, ngươi là ai? Trương Dương nói, rất khó tin, một người có thể xuyên qua ngàn năm mà linh hồn bất diệt, nếu tôi đoán không sai, chị không thuộc về thời đại này, người khác đều nghĩ chị là Văn Linh. Nhưng chị chỉ mượn thể xác của Văn Linh mà thôi một nữ nhân ngủ say hơn 10 năm không thể tỉnh lại lại có võ công đáng sợ như vậy, càng không thể quên một nam nhân tình thâm nghĩa trọng với cô ta, trước đây tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng sau khi tôi phát hiện ra huyệt động dưới đất này, tất cả bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Chị không phải là Văn Linh, chị căn bản chính là con gái của Kim Bổ Mậu. Văn Linh lạnh lùng nói, thật sự là bội phục sức tưởng tượng của cậu, cậu không nên làm quan, nếu đi viết tiểu thuyết trinh thám. Trương Dương nói, tôi không biết chị vì sao lại tới thế giới này, nhưng có một điểm tôi thấy rất rõ, chị và thế giới này không hợp nhau, chị muốn về thời đại mà chị đã sống trước kia, cho nên chị mới tích cực tìm kiếm tất cả những thứ liên quan tới quá khứ, bản dập của nghịch chuyển càn khôn, sinh tử ấn, đại thừa quyết, tất cả những thứ này không phải đơn giản chỉ là võ công, có lẽ trong đó bao hàm bí mật có thể xuyên qua thời không để trở về quá khứ. Văn Linh mắng, hoang đường. Trương Dương nói, tôi đích xác cũng cho rằng rất hoang đường, nhưng chị thì lại tin tưởng là vậy. Văn Linh gật đầu nói, Trương Dương, cậu biết nhiều chuyện như vậy, xem ra cậu cũng rất không đơn giản, có lẽ cậu mới là cổ nhân từ thời Tùy vượt không gian tới đây. Trương Dương nói, tôi không phải là cổ nhân, tôi là Trương Dương, tôi chẳng muốn đi đâu cả, tôi chỉ muốn sống ở đây, làm chức quan tép siêu của tôi, sống những ngày tháng bình thường của tôi. Văn Linh nói tốt. Vậy cậu giao bí mật của sinh tử ấn và đại thừa quyết cho tôi, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Trương Dương lắc đầu nói, chị là nữ nhân không có chữ tín, cho dù là tôi thật sự có những thứ này thì tôi cũng sẽ không đưa cho chị. Ánh mắt của Văn Linh trở nên càng âm trầm đáng sợ hơn. Chương 1432, Kỳ Phùng Địch Thủ 3. Vẻ mặt của Trương Dương thì vẫn bình tĩnh tự nhiên, nếu chị trở về triều đại Tùy. Chuyện đầu tiên mà chị muốn làm chính là giết chết Tùy Dương Đế, như vậy lịch sử sẽ bị chị viết lại hoàn toàn, có lẽ triều Tùy sẽ vẫn bị diệt, nhưng có lẽ sẽ không có đường tống, hoặc có lẽ về sau Thần Châu Đại Địa sẽ thành thiên hạ của Triều Tiên các người. Trương Dương tôi tuy rằng phẩm cách không cao, nhưng tôi vẫn rất yêu nước,
bất kể là một người Trung Quốc hay là một cán bộ của quốc gia thời đại mới, tôi cũng không thể cho phép chị làm như vậy. Văn Linh cười ha ha, nói, Trương Dương, xem ra tôi đánh giá cậu quá đơn giản, đối với cậu cũng quá nhân từ rồi. Trương Dương nói, đó là bởi vì ý thức trong cơ thể chị vẫn còn một mặt thiện lương, tuy rằng những thứ đó không phải thuộc về chị, nhưng chị vẫn không thoát khỏi được sự khống chế của cô ta đối với chị, giống như là tình cảm của chị đối với Đỗ Thiên Dã, cô ta ở trong cơ thể chị vẫn chấp nhất yêu Đỗ Thiên Dã, loại tình yêu này đã cảm nhiễm chị, thậm chí là thay đổi chị. Văn Linh tức giận nói, cậu câm miệng lại. Trương Dương biết đã nói trúng chỗ đau của cô ta, mỉm cười nói, tôi không biết nên gọi chị là Văn Linh hay là phải gọi chị là Kim Văn Linh, có câu tôi vẫn muốn khuyên chị, đã đến rồi thì chấp nhận sống yên đi, có điều xem ra chị vĩnh viễn cũng không thể làm được. Văn Linh nghiến răng nghiến lợi nói, vốn tôi còn muốn giữ lại tính mạng của cậu, nhưng hiện tại tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Trương Dương gật đầu nói, đúng là chị em, chúng ta nghĩ cũng giống nhau, chị Linh, chị cho rằng hôm nay tôi sẽ cho chị rời khỏi đây ư. Không phải ngươi tử thì là ta vong. Khi Văn Linh nói ra những lời này, đã giơ kiếm chém về phía Trương Dương. Nghi đao trong tay Trương Dương gạt về phía trước, khiến cho kiếm trong tay Văn Linh thay đổi phương hướng, thân thể mượn lực lượng của Văn Linh bay ngược vào trong mạch nước ngầm. Văn Linh cũng đuổi theo. Liền thấy mũi chân Trương Dương dậm trên mặt nước, thân thể đột nhiên bay lên không, lướt trên mặt nước bay đi hơn 10 trượng. Văn Linh tuy rằng võ công kinh người, đã đạt tới trình độ dậm bèo lướt nước. Nhưng nếu không mượn vào ngoại vật, muốn đạt tới trình độ đi trên mặt nước như đi trên bình địa giống Trương Dương thì vẫn không thể. Đây không phải bởi vì nội lực của cô ta kém hơn Trương Dương, mà là vì cô ta không biết đại thừa quyết, không thể sử dụng tất cả những thứ xung quanh một cách tự nhiên. Văn Linh ném vỏ kiếm của Ẩm Huyết kiếm vào trong nước, hai chân dậm lên vỏ kiếm, nội lực đẩy vỏ kiếm, dọc theo mạch nước ngầm nhanh chóng tiến lên, vỏ kiếm phá sóng lướt như bay, ở phía sau hình thành một đường vệt nước màu trắng. Mỗi một bước của Trương Đại Quan Nhân đều là thật sự đạp trên mặt nước, bởi vì bị tấn công trong phòng tắm cho nên hắn ngay cả giày cũng không kịp đi vào, nhưng không đi giày cũng có lợi ích của không đi giày. Nếu Trương Đại Quan Nhân đi giày dẫm trên mặt nước khẳng định không đạt được hiệu quả kinh người như hiện tại. Đại thừa quyết chú ý thiên nhân hợp nhất, Trương Đại Quan Nhân đi chân trần tiếp xúc trực tiếp với mặt nước, càng có thể đem phát huy điểm này vô cùng nhuần nhuyễn, nước chí nhu, trong nhu có cương. Có thể mài mòn góc cạnh của đá, có thể nước chảy đá mòn. Dòng nước trong mạch nước ngầm chảy xiết, Trương Đại Quan Nhân một dẫm một đạp, lợi dụng lực lượng của dòng nước, cho dù trên mặt nước sóng ngầm tuôn chảy thì hắn vẫn khống chế tiết tấu rất tốt. Chỗ ảo diệu lớn nhất của Đại Thừa Quyết là ở thiên nhân hợp nhất, có thể chuyển ngoại lực cho bản thân sử dụng. Văn Linh dẫm trên vỏ kiếm, tốc độ cực kỳ nhanh, cô ta và Trương Dương cùng lướt trên mặt nước. Trên thực tế hai người có khác nhau về bản chất, Văn Linh phải dùng nội lực để thôi động vỏ kiếm, đi đường phải không ngừng tiêu hao nội lực. Còn Trương Dương thì lợi dụng đại thừa quyết, thuận theo lực lượng ẩn trong dòng nước, hắn lợi dụng dòng nước làm động lực, hơn nữa bàn chân và mặt nước mỗi một lần tiếp xúc đều lợi dụng huyệt dũng tuyền để hấp thu ngoại lực, nhanh chóng khôi phục nội lực vừa mới hao tổn. Dòng nước phía trước trở nên chảy xiết, Trương Dương vô cùng quen thuộc đối với hoàn cảnh của mạch nước ngầm. Biết phía trước có một thác nước, chân trái của hắn đạp lên một khối đá nhô lên khỏi mặt nước, lập tức thân thể đằng không bay ra. Tốc độ của Văn Linh không kém hơn hắn chút nào, quát một tiếng. Thân thể rời khỏi vỏ kiếm bay lên, một điểm hàn tinh trong tay bắn về hậu tâm của Trương Dương, chính là độc châm mà cô ta trước đó đã giấu trong lòng bàn tay. Nghi đao trong tay Trương Đại Quan Nhân chắn về phía sau, độc châm bắn trúng thân đao. Phát ra tiếng keng keng, trong bóng tối tia lửa văng khắp nơi, thân thể Trương Dương bay về phía trước khoảng 5 trượng, nghi đao trong tay đặt ngang, điểm một cái lên vách đá bên trái. Sau khi Văn Linh tập kích không thành công, cũng lao về phía một vách đá ở bên cạnh. Một tay tóm lấy lỗ hổng trên vách đá, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Dương ở đối diện. Trương Dương đã đứng trên vách đá đối diện, mỉm cười nhìn Văn Linh, năm đó Kim Bổ Mậu từng lực chiến với hai đại cao thủ của Tùy Cung ở đây, thiên hạ đệ nhất Thương Khư Oán, Xuyên Vân Tiễn Sở Tử Đồng, những vết xước loang lổ trên vách đá này đều là dấu vết bọn họ năm đó lưu lại, khi tôi phát hiện ra nơi này thì hài cốt của bọn họ cũng ở đây. Văn Linh nói, cậu còn phát hiện gì nữa? Trương Dương nói, không có gì, chỉ có thanh đao này, còn có đầu thương của Khưu Hoán, mũi tên của Sở Tử Đồng, tôi thương họ phải nằm trên mặt đất vừa lạnh vừa ẩm hơn ngàn năm, cho nên chọn nơi khác để an táng bọn họ, sao? Có phải là trong lòng có chút khó chịu không? Chị không cần phải khó chịu, không lâu nữa thì tôi sẽ tiễn chị đi gặp họ. Trong ánh mắt của Văn Linh hiện ra vẻ lạnh lùng,
cô ta lạnh lùng nói, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Cánh tay cô ta phát lực, cả người bay ra khỏi vạch đá, ở trong không trung hai tay nâng kiếm, dùng một thức lực phách hoa sơn toàn lực chém Trương Dương. Kiếm khí tỏa khắp phạm vi ba trượng, nước trong mạch nước ngầm bị kiếm khí dồn ép, giống như thủy lôi nổ tung lên thành cột nước. Trương đại quan nhân khen một tiếng hay, Văn Linh xem ra đã bị mình chọc giận rồi, dồn hết toàn lực hoàn thành lần công kích này. Thấy thanh thế làm cho người ta sợ hãi của Văn Linh, Trương Dương đã xác định võ công của cô ta đã hoàn toàn khôi phục, ẩm huyết kiếm và nghi đao đều là binh khí mà Kim Bổ Mậu dùng lúc còn sinh tiền, nếu bên trong nghi đao cất giấu bí mật đại thừa quyết, có thể trong ẩm huyết kiếm cũng cất giấu võ công bí tịch khác. Công kích của Văn Linh đã đến trước mặt, Trương Dương căn bản không định lấy cứng đối cứng chém giết với cô ta, thân thể tách sang một bên. Ẩm huyết kiếm chém vào nơi mà Trương Dương vừa đứng, vách đá cứng rắn bị bổ ra một cái khe dài đến hai thước, bụi đá bay đầy trời, Trương Dương và Văn Linh cũng vừa hay thay đổi vị trí, chạy tới vách đá đối diện. Cậu yếu đuối, Văn Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Dương cười nói, phép khích tướng à, đối với tôi thì vô dụng. Hai người đứng cách nhau ở mạch nước ngầm bề rộng chừng ba trượng, như hổ rình mồi nhìn nhau, tư tưởng chiến thuật của Trương Dương là bảo tồn thực lực với hạn độ lớn nhất, tiêu hao nội lực của Văn Linh một cách nhiều nhất, đợi cho khi nội lực của cô ta giảm xuống mới phản kích toàn diện. Văn Linh nếu biết Trương Dương nắm giữ đại thừa quyết, đương nhiên cũng biết tốc độ khôi phục nội lực của Trương Dương hơn xa mình, nếu đánh lâu dài với hắn, mình tất nhiên sẽ ở thế hạ phong, cho nên cô ta phải tốc chiến tốc thắng. Văn Linh ngạo nghễ đứng trên vách đá, một tay cầm ẩm huyết kiếm, một tay chậm rãi xòa ra, ở trên hư không vẽ ra một đạo hình cung, ánh huỳnh quang chung quanh chiếu sáng bàn tay cô ta, bàn tay đó dần dần trở nên trong suốt. Trương Dương nhíu mày, thầm nghĩ, sinh tử ấn ư. Sinh tử ấn của Văn Linh rõ ràng vẫn chưa luyện đến hỏa hậu, Trương Dương không cho rằng cô ta dựa vào bộ công pháp này có thể đả thương được mình. Văn Linh một chảo đánh ra, mặt nước dưới chân phát ra một tiếng ầm ầm, một cột nước cao tới 10 thước bắn lên, Văn Linh cơ hồ đồng thời phóng về phía đối diện, cô ta nhảy vào cột nước, ẩm huyết kiếm điên cuồng vung ra, hàng ngàn giọt nước bị nội lực của cô ta phát ra, bắn về phía Trương Dương ở đối diện như phô thiên cái địa. Trương đại quan nhân thầm kêu không ổn, đây đúng là Hàn Vũ Liên Giang Dạ Nhập Ngô trong Thê Phong Khổ Vũ kiếm pháp, lúc trước khi ở Hán Thành, Trương Dương từng lĩnh giáo qua trên tay Kim Đấu La, nhưng lý giải của Kim Đấu La đối với bộ kiếm pháp này căn bản không thể đánh đồng với Văn Linh. Từng giọt nước đều quán chú nội lực cường hãn đến cực điểm của Văn Linh, không khác gì cường cung kình nỏ, nếu bị bắn trúng, thân thể tất nhiên bị xuyên thủng. Trương Dương vung nghi đao mưa gió không thấu, giọt nước không ngừng đánh lên lưới đao do nghi đạo tạo thành. Thanh âm dòng khí chạm vào nhau vang lên không dứt. Thân hình Văn Linh từ trong cột nước dần hiện ra cô ta quát một tiếng đánh lên trên cột nước đó trong nháy mắt ngưng kết thành băng, một cột băng đường kính khoảng 1 mét, dài tới 3 mét dưới sự khu động của Văn Linh, toàn tốc bắn về phía Trương Dương. Trương đại quan nhân cũng không ngờ công lực của Văn Linh chẳng những khôi phục toàn bộ, hơn nữa so với ngày xưa còn mạnh hơn một tầng, cô ta trong khoảng thời gian ngắn đã ngưng nước thành băng. Đủ để chứng minh âm sát tu la trưởng của cô ta đã tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Ánh sáng của lưới đao đột nhiên thu lại, thân ảnh của Trương Dương một lần nữa xuất hiện. Hai tay hắn cầm đao, nhân đao hợp nhất giống như một mũi tên nhọn bắn ra, đón lấy cột băng cực lớn đó. Chương 1433, Hóa giải 1. Nghi đao đâm vào cột băng, nội lực cường hãn bá đạo của Trương đại quan nhân đã chấn cho cột băng đứt từng khúc. Nghi đao chui vào trong. Ở đó thân thể của Văn Linh xuất hiện phía sau cột băng, ẩm huyết kiếm trong tay dùng tốc độ kinh người nghênh đón nghi đao, mũi kiếm mũi đao va chạm với nhau. Ẩm huyết kiếm độ dẻo cực cao, cong như cây cung. Trong lòng bàn tay trong trắng lộ hồng của Văn Linh tựa hồ có hào quang lưu động, một chưởng của cô ta đánh về phía Trương Dương. Trương đại quan nhân cũng không hàm hồ, cũng một chưởng nghênh đón Văn Linh, song chưởng va chạm với nhau, phát ra một tiếng ầm. Bàn tay của Văn Linh tựa hồ tồn tại một cỗ hấp lực kỳ quái, bàn tay của Trương Dương và bàn tay của cô ta dính chặt lại với nhau. Da tay của cô ta lúc này trở nên càng lúc càng đỏ. Hai người cơ hồ đồng thời ném đao kiếm trong tay đi, Trương Dương một quyền đấm Văn Linh vươn tay ra đỡ quyền đầu của hắn, hai người từ đao kiếm đấu nhau đổi thành quyền cước, hiện tại đã hoàn toàn dùng nội lực để so đấu. Thân hình của hai người từ trong hư không rơi thẳng xuống mạch nước ngầm, nước không sâu. Chỉ tới phần eo của bọn họ, lỗ chân lông trên người Trương Dương mở ra, từng cỗ thanh lưu từ chung quanh tiến vào trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung nội lực bị hao tổn của hắn.
hai tay Văn Linh càng lúc càng đỏ, giống như là mọc ra trên tay Trương Dương, dòng chảy của nước sông bên cạnh họ tựa như càng lúc càng chậm, sau cùng thì không ngờ đóng thành băng, thi đấu nội lực hoàn toàn là sinh tử tương bác, Trương Dương cũng không dám lơ là, vừa tích cực bổ sung nội lực vừa toàn lực chống đỡ Văn Linh. Nội lực của hai người hao tổn kịch liệt, tay của Văn Linh nhạt dần, khiến Trương Dương cảm thấy kinh sợ là, hai tay mình không ngờ đã bắt đầu từ từ biến thành đỏ, tựa hồ Văn Linh đã chuyển màu sang mình. Trương Dương đối với sinh tử ấm cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là khi ở Tây Tạng, thấy Trần Tuyết đã dùng phương pháp này để dọa Văn Linh, nhưng hiện tại Văn Linh tựa hồ cũng đã nắm giữ được phương pháp sinh tử ấn, và sử dụng lại lên người mình. Trong đôi mắt của Văn Linh lộ ra vẻ đắc ý, nhưng nội lực của Trương Dương không hề có dấu hiệu yếu đi, cô ta biết đây nhất định là do Trương Dương tu hành Đại Thừa Quyết, Văn Linh tuy rằng không hiểu, nhưng cô ta biết chỗ ảo diệu lớn nhất của Đại Thừa Quyết chính là thiên nhân hợp nhất. Có thể lợi dụng tất cả điều kiện hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng bổ sung nội lực của bản thân. Văn Linh từ bỏ ý đồ muốn chiến đấu lâu dài với Trương Dương, chọn dùng so đấu nội lực cũng là kết quả sau khi cô ta thâm tư thục lự. Văn Linh cho rằng, Đại Thừa Quyết cho dù là có thần kỳ hơn nữa thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung toàn bộ nội lực đã tiêu hao. Chiến thuật mà Văn Linh chọn dùng đầy ý tứ lưỡng bại câu thương. Cô ta sở dĩ dám mạo hiểm làm như vậy là vì cô ta cho rằng nội lực của cô ta so với Trương Dương thì mạnh hơn một bậc, huống chi sau khi cô ta có được ẩm huyết kiếm đã nắm giữ được mấu chốt của sinh tử ấn. Trương đại quan nhân đối với nội lực của mình cũng khá là tự tin, từ sau khi có được Đại Thừa Quyết, tu vi trên nội lực của hắn cũng được tăng lên trên bản chất, Trương Dương cho rằng mình trong thi đấu nội lực chắc là chiếm được thượng phong, màu đỏ quỷ dị trên da của Văn Linh đã lan sang người mình, khiến Trương Dương cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, sự lưu chuyển nội tức trở nên càng lúc càng nhanh, nước sông chung quanh thân thể sôi dục. Văn Linh tất nhiên lưu ý đến biến hóa bên cạnh, cô ta cũng hiểu rõ đây là chọc khí trong cơ thể Trương Dương thoát ra ngoài, và đang hấp thụ năng lượng mới mẻ từ ngoại giới, trong lòng bất giác dùng mình, xem ra sự huyền diệu của Đại Thừa Quyết hơn xa sự tưởng tượng của cô ta. Văn Linh cắn chặt môi dưới, màu đỏ trên tay đã hoàn toàn rút đi, đầu tiên là chuyển thành tái nhợt. Cuối cùng lại biến thành màu bán trong suốt, khuôn mặt của cô ta bên thì đỏ bên thì xanh tím, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quỷ dị, hàn ý bức người lấy thân thể Văn Linh làm trung tâm tỏa ra chung quanh cô ta và Trương Dương, nước sông do nhiệt độ thấp đã dần dần ngưng kết thành băng. Trương đại quan nhân thầm kêu khổ, âm sát tu la trưởng của Văn Linh đã luyện đến cảnh giới đỉnh phong, càng phiền toái hơn là cô ta đã ngưng kết nước chung quanh thành băng, những hàn băng đang vây khốn thân thể hắn này bất đồng với thiên nhiên hàn băng. Bên trong tràn ngập hàn độc, Đại Thừa Quyết của Trương đại quan nhân tuy rằng đã có cơ sở, nhưng vẫn chưa luyện đến mức có thể chuyển hóa hàn độc để cơ thể sử dụng, nói cách khác thì hắn vẫn chưa có bản sự biến đồ phế thải thành bảo vật. Văn Linh làm như vậy chẳng khác nào chặt đứt con đường hấp thụ năng lượng từ ngoại giới của Trương Dương. Trương Dương mắt hổ trợn trừng, gầm lên, hay, nội lực trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, tầng băng đang vây khốn thân thể hắn vỡ ra, chỗ song trưởng của hắn và Văn Linh tiếp xúc. Hồng quang thoáng hiện, bàn tay của hai người tách ra trong hồng quang rồi lại một lần nữa chạm vào nhau, một tiếng nổ giống như sét đánh vang lên trong thế giới dưới đất này, tầng băng chung quanh thân thể bọn họ bị khí lãng phóng ra chấn cho hoàn toàn hóa thành bột mịn. Nước sông đang cuộn trào đổ hết xuống dưới, lại bị nội lực bá đạo của bọn họ xung đột lẫn nhau hình thành từng khí lãng rồi nổ tung. Một cột nước trên mặt sông phóng lên cao, sau đó là nổ tung, những con cá vô tội trong mạch nước ngầm bị nổ thành huyết nhục mơ hồ. Nước sông nổi lên bọt máu, hai người trong khoảng thời gian ngắn đã trao đổi hơn 10 trường, Văn Linh trong nước sông từng bước lui về phía sau, mà Trương đại quan nhân càng đánh càng mạnh. Ưu thế của Đại Thừa Quyết dần dần hiện ra, sau khi đánh văng tầng băng, hắn có thể từ trong nước sông hấp thu năng lượng. Mà nội lực của Văn Linh thì đang không ngừng hao tổn, tiếp tục như vậy, chênh lệch giữa hai người sẽ càng lúc càng lớn. Rầm, một tiếng, thân thể của Văn Linh như diều đứt dây bay ra ngoài, đứng trên bờ sông. Liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước mới ngừng lại được, thân thể loạng choạng đứng đó, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trương đại quan nhân từ mạch nước ngầm chậm rãi đi lên, hắn nắm chặt song quyền đặt lộ ra màu đỏ cực kỳ quái dị, ngay cả Trương Dương cũng không giải thích được đây là đạo lý gì. Văn Linh nhìn bàn tay của Trương Dương rồi cười khúc khích. Trương Dương nói, cười cái gì? Chết đến nơi rồi còn có cái gì mà cao hứng? Văn Linh nói, ai sống ai chết vẫn rất khó nói. Cậu có phát hiện tay cậu đang đỏ lên hay không? Trương Dương nói, vậy thì sao? Văn Linh nói, sinh tử ấn, sinh tử của cậu đã nằm trong tay tôi rồi.
Trương Dương cười ha ha, nhìn xem là ai nắm giữ sinh tử của ai. Hắn đánh một quyền tới Văn Linh, chính là Phi Long Tại Thiên trong Thăng Long Quyền. Văn Linh mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng thế cục trước mắt đã không thể lui được nữa. Chỉ có lấy cứng đối cứng với Trương Dương. Văn Linh và Trương Dương chạm nhau một quyền, nội lực của cô ta hiện tại đã hao tổn quá lớn, thét lớn một tiếng, thân thể lại bay về phía sau, va vào nham thạch ở phía sau, máu tươi trong miệng phun ra. Văn Linh cười nói, đại thừa quyết quả nhiên lợi hại, cậu càng vận dụng nội lực thì sinh tử ấn càng phát tác mau. Trương Dương lúc này cũng phát hiện, hai cánh tay của mình đã đỏ rực, hắn đối với Văn Linh tức giận tới cực điểm, tiến tới phía trước, đầu ngón tay điểm trúng huyệt đạo trên người cô ta như gió. Văn Linh mềm nhũn té trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương, nói cậu cho rằng tôi sẽ sợ chết ư. Trương Dương nói, lưu trị trên đời chính là tai họa vô cùng. Hắn giơ quyền đầu lên rồi đánh xuống ngực Trương Dương. Nhưng lúc này Văn Linh lại nói, giết tôi rồi thì cậu sẽ giải thích với cha mẹ tôi như thế nào. Nội tâm Trương Đại Quan Nhân chấn động, trước mắt không khỏi hiện ra khuôn mặt của La Tuệ Ninh và Văn Quốc Quyền, hắn cắn cắn môi, vẫn một quyền đánh xuống. Có điều mục tiêu là đan điền của Văn Linh, trong bóng đêm Văn Linh phát ra một tiếng thét chói tai, rồi tất cả một lần nữa quay về yên tĩnh. Khi bình minh đến, Văn Linh chậm rãi mở mắt ra, cô ta phát hiện mình đang ở bên trong xe, sau đó nhìn thấy người lái xe là Trương Dương. Trương Dương từ từ đỗ xe lại, nói khẽ chị nói đúng, tôi nếu giết chị thì sẽ phải giải thích với cha nuôi mẹ nuôi như thế nào. Văn Linh thầm điều tức, lại cảm thấy đan điền trống rỗng, trong lòng sợ hãi, lại muốn vận lực. Cảm thấy xương cốt tứ chi giống như đứt từng khúc. Cô ta tràn ngập bi phẫn nói, cậu đã phế bỏ võ công của tôi. Trương Dương lạnh lùng nói, không chỉ như thế, tôi còn hạ phủ cốt châm trong cơ thể của chị nếu an phận thủ thường thì hàng năm tôi sẽ cho chị giải dược, nếu chị không nghe lời thì chị có muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Văn Linh run giọng nói, cậu độc lắm. Trương Dương nói, vô độc bất trưởng phu, đối phó với loại nữ nhân thay đổi thất thường như chị. Nhân từ chẳng khác nào là tàn nhẫn với chính mình. Hắn đỗ ô tô lại rồi nói, chỉ có thể xuống xe rồi, nói với mẹ nuôi, chờ chuyện chỗ tôi xong xuôi sẽ tới nhà ăn cơm. Văn Linh oán hận trừng mắt lườm Trương Dương một cái, cô ta mở cửa xe, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, kiếm của tôi. Chương 1434, hóa giải 2. Trương Dương nói, đã rơi vào trong nước rồi, cả nghi đao của tôi cũng mất, chị nhớ kỹ cho tôi. Chuyện ở huyệt động dưới đất trong Hương Sơn biệt viện chị tốt nhất đừng đề cập với những người khác. Văn Linh nói, cậu cho rằng mình còn có thể sống được bao lâu? Trương Dương nói, tôi nếu chết thì chị cho rằng mình còn có thể sống trên đời này được nữa ư? Văn Linh không nói lời nào đóng cửa xe bỏ đi. Trương Đại Quan Nhân nhìn thân ảnh của Văn Linh đi xa rồi thở ra một hơi, hắn cởi găng tay ra, tay mình không ngờ đỏ rực, Trương Dương lại đeo bao tay vào. Vừa rồi hắn không hỏi phương pháp giải cứu mình từ Văn Linh là vì hắn cũng hiểu rõ, với tính tình bất thường của Văn Linh, cho dù mình mở miệng đòi thì cô ta cũng sẽ không cho. Mà hiện tại thì phải đi tìm Trần Tuyết. Trên đời này không phải chỉ có một mình Văn Linh nắm giữ được phương pháp sinh tử ấn, Trần Tuyết cũng biết. Trần Tuyết sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục học nghiên cứu sinh, trong mắt Trương Dương Trần Tuyết thủy chung sống trong thế giới riêng của mình, cô ta không hợp với thế giới chung quanh và thời đại này. Trên điểm này cô ta và Văn Linh có chút tương tự, nhưng cô ta trời xanh tính tình đạm bạc, khác hẳn loại kích phẫn bất thường như Văn Linh. Trương Dương ở trong thư viện tìm được Trần Tuyết, cô ta đang đọc một đống điển tịch dày cộp trên bàn, Trương Dương đi tới ngồi xuống bên cạnh cô ta, điều này đã hấp dẫn không ít ánh mắt của học sinh. Trần Tuyết ở trong trường sớm đã có danh hiệu băng mỹ nhân, trong mắt các học sinh, Trần Tuyết là một đóa băng sơn tuyết liên chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Nhưng người ngưỡng mộ cô ta không ai ngoại lệ đều bị cự tuyệt từ ngoài cửa, về sau mọi người biết tính tình của cô ta, tuy rằng không thiếu người ngưỡng mộ nhưng rất ít người tự tìm mất mặt. Trương Đại Quan Nhân vừa tới đã ngồi xuống bên cạnh Trần Tuyết, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người, đa số mọi người đều muốn xem cảnh Trương Dương bị cự tuyệt, bất kỳ lúc nào cũng không thiếu hạng người thích nhìn thấy người khác xui xẻo. Có điều khiến mọi người bất ngờ, Trần Tuyết nhìn Trương Dương một cái rồi không hề tỏ vẻ sẽ đuổi hắn. Trần Tuyết nói, đến lúc nào vậy? Ngày hôm qua, Trần Tuyết gật đầu. Trương Dương nói khẽ tôi có một số việc muốn nói với riêng cô. Dưới sự chú ý của mọi người, băng mỹ nhân Trần Tuyết theo Trương Dương rời khỏi thư viện, cô ta có chút tò mò hỏi anh vào bằng cách nào vậy? Trương Dương chỉ vào tấm biển phía trước, bảo vệ phòng thường trực nhìn thấy biển số xe của tôi không hỏi một tiếng nào đã để tôi vào.
Hai người vào bên trong xe của Trương Dương, Trần Tuyết nói khẽ chuyện gì. Trương Dương thở dài, lúc này mới tháo găng tay ra, chìa cho Trần Tuyết xe. Trần Tuyết ngây ra một thoáng, sau đó nói khẽ, sinh tử ấn. Anh đã giao thủ với Văn Linh. Trương Dương gật đầu, đem chuyện đêm qua Văn Linh đến Hương Sơn biệt viện tìm kể lại một lượt. Tuy rằng Trần Tuyết không chính mắt thấy hai người bọn họ tranh đấu, nhưng chỉ cần nghe Trương Dương kể là có thể tưởng tượng ra trận quyết chiến tối hôm qua kinh tâm động phách đến thế nào. Sau khi nghe Trương Dương nói xong, Trần Tuyết nói khẽ, anh đã phế bỏ võ công của cô ta. Trương Dương nói, tôi đã tán toàn bộ nội lực của cô ta đi rồi, đan điền bị thương vĩnh viễn, không còn hy vọng phục hồi như cũ, cho dù cô ta phục hồi như cũ thì võ công cũng phải luyện lại từ đầu, không thể tạo thành phiền phức đối với tôi. Trần Tuyết nói, cô ta dùng sinh tử ấn đả thương anh. Trương Dương nói, vốn tôi thấy chuyện này không nghiêm trọng gì, cùng lắm thì dùng nội lực bức ra độc tố trong cơ thể tôi ra, nhưng hiện tại xem ra, sinh tử ấn vô cùng cổ quái, lúc ban đầu chỉ hai bàn tay của tôi đỏ lên, sau đó thì lan tới hai cánh tay, hiện tại ngay cả ngực cũng đỏ rồi. Trần Tuyết nói, sinh tử ấn của cô ta tiến cảnh không ngờ nhanh chóng như vậy. Trương Dương nói, chẳng lẽ tôi hiện tại đã không có thuốc nào cứu được? Trần Tuyết nói, cô ta vẫn còn kém hỏa hầu lắm, anh yên tâm đi, tôi biết phương pháp giải cứu. Trương Dương nghe cô ta nói như vậy thì cũng yên lòng, hắn tuy rằng to gan lớn mật, nhưng nhìn thấy hai tay không ngừng biến đỏ thì cũng cảm thấy trong lòng bất an. Lúc trước Trần Tuyết chỉ giả vờ giả vịt dở sinh tử ấn ra đã dọa cho Văn Linh bỏ chạy, đủ thấy công pháp này lợi hại thì nào. Bởi vì chúng sinh tử ấn của Văn Linh, Trương Đại Quan Nhân buổi sáng hắn thể tới trường đảng báo danh, dẫn Trần Tuyết về Hương Sơn biệt viện. Nhìn thấy trong Hương Sơn biệt viện là một đống hỗn độn, càng nghiệm chứng sự thảm thiết của trận chiến tối hôm qua. Trương Dương nói, quá hai ngày nào tôi sẽ bảo bằng hữu tu chỉnh biệt viện lại. Trần Tuyết gật đầu, cùng Trương Dương tới phòng khách, Trương Dương cởi áo ra, có thể nhìn thấy hai cánh tay của nào đã đỏ tới bả vai, trước ngực cũng có một mảng đỏ. Trần Tuyết mang tới một chậu nước trong, sau đó song trưởng dính vào Trương Dương, một lát sau, nhìn thấy bàn tay Trần Tuyết dần dần trở nên trong suốt. Trương Dương cảm thấy từ lòng bàn tay của cô ta truyền đến một cỗ lực hút, sau đó bàn tay Trần Tuyết dần dần trở nên đỏ hơn, sau đó thì hai tay cô ta càng lúc càng đỏ, màu đỏ trên người Trương Dương cũng dần dần mờ đi, đợi khi đôi bàn tay của Trần Tuyết đỏ rực thì cô ta nhúng hai tay vào bên trong bồn nước, không bao lâu sau nước trong bồn toàn bộ đỏ rực. Trần Tuyết lại mang đến một bồn nước trong khác, lặp lại như vậy 5 lần, nước trong bồn mới không bị đỏ nữa, lại nhìn da thịt của Trương Dương đã khôi phục màu sắc bình thường. Đôi tay của Trần Tuyết cũng khôi phục màu da trong suốt như ngọc trước đây. Có điều trên trán Trần Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, cô ta trong quá trình cứu trị Trương Dương đã hao tổn rất nhiều công lực. Cô ta vốn định rút tay về nhưng không ngờ bị Trương Dương cầm lấy, một cỗ lực lượng nhu hòa và ấm áp xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền tới, Trương Dương đang lợi dụng nội lực hùng hậu của bản thân giúp Trần Tuyết bổ sung chân nguyên bị hao tổn. Trần Tuyết nói khẽ, không cần, lại bị ánh mắt ấm áp của Trương Dương ngăn lại. Cô ta đành phải nhắm mắt lại nhận sự trợ giúp của Trương Dương. Chân khí trong cơ thể Trương Dương tuần hoàn trong cơ thể hai người, tẩy giữa mỗi một huyệt đạo của Trần Tuyết, khiến Trần Tuyết cảm thấy như mộc xuân phong. Sau khi liên tục vận hành hai vòng, Trương Dương mới buông hai tay Trần Tuyết ra, mỉm cười nói, cảm giác thế nào? Trần Tuyết gật đầu nói, đỡ nhiều rồi, không ngờ đại thừa quyết của anh đã tu luyện đến loại cảnh giới này, chẳng trách Văn Linh không phải đối thủ của anh. Trương Dương nói, cô ta tự cho mình là giỏi, cho rằng nội lực của mình mạnh hơn tôi, cho nên không tiếc đọ nội lực với tôi. Trần Tuyết nói nếu cô ta luyện thành sinh tử ấn, chỉ sợ anh không thắng được cô ta đâu. Trương Dương lạnh lùng cười nói, cô ta không có cơ hội, hiện tại võ công đã mất hết. Không khác gì người bình thường, Trương Đại Quan Nhân cũng không nói mình đã hạ phụ cốt châm trong cơ thể của Văn Linh. Dù sao loại chuyện này cũng không được quang minh lỗi lạc. Trần Tuyết nói, hy vọng cô ta về sau có thể thay đổi triệt để thì tốt. Trương Dương nói, tôi thiếu chút nữa thì giết cô ta, nhưng đến thời khắc cuối cùng thì lại nhớ tới cha nuôi mẹ nuôi. Nếu thật sự giết cô ta thì về sau không biết nên đối mặt với họ. Trần Tuyết dịu dàng cười nói, tôi biết đáy lòng anh Thủy Chung rất nặng tình nghĩa, đối với Văn Linh cũng không thể nhẫn tâm được. Trương Dương nói, tin rằng cô ta về sau sẽ không gây phiền phức nữa. Hắn nhớ tới một chuyện. Trở lại bên trong xe lấy thanh ẩm huyết kiếm ra, sau khi đánh bại Văn Linh, hắn đặc biệt chạy đến mạch nước ngầm tìm về ẩm huyết kiếm và nghi đao. Trương Dương đặt thanh ẩm huyết kiếm ở trước mặt Trần Tuyết, hắn nói khẽ thanh kiếm này trước đây thuộc về Kim Đấu La, tôi khi ở Hán Thành quyết đấu với Kim Đấu La, Văn Linh đột nhiên xuất hiện.
đoạt lấy thanh ẩm huyết kiếm này, lúc ấy võ công của cô ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng trong hơn một tháng ngắn ngủn, hiện tại cô ta chẳng những võ công hơn xưa, hơn nữa đã nắm giữ được bí quyết của sinh tử ấn. Trần Tuyết nói, anh hoài nghi trong thanh ẩm huyết kiếm này có dấu sự huyền bí của sinh tử ấn. Trương Dương gật đầu. Trần Tuyết cầm thanh ẩm huyết kiếm rồi nhìn nhìn, cởi bỏ tơ lụa màu đen trên chuôi kiếm, lộ ra chuôi kiếm có khắc chữ tượng hình. Trần Tuyết nói, Kim Bổ Mậu nắm giữ một số thuật cơ quan, nhưng trên đại thể thì không khác lắm. Cô ta đẩy đồ án trên chuôi kiếm, không lâu sau liền nghe thấy răng rắc một tiếng, ngạc kiếm nảy lên trước, lộ ra chuôi kiếm, sự bố trí cơ quan của ẩm huyết kiếm và nghi đao không khác gì nhau. Có điều trong chuôi kiếm vẫn không có bất kỳ thứ gì, Trần Tuyết nói, bên trong chắc có dấu bí tịch, 10 phần là để Văn Linh lấy mất rồi. Trương Dương nói, Kim Bổ Mậu này thật đúng là lợi hại. Vừa có đại thừa quyết lại vừa có sinh tử ấn, nhiều võ lâm bí tịch như vậy đều bị hắn nắm trong tay. Trần Tuyết lạnh lùng cười nói, sinh tử ấn chính là công pháp mật tông. Trương Dương gật đầu nói, không sai, sinh tử ấn thuộc về bí mật bất truyền của mật tông, đại thừa quyết lại là võ học Trung Hoa, Kim Bổ Mậu là kiếm khách Triều Tiên, hai loại võ công này hắn nhất định là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được, có điều hắn chắc chưa kịp tu luyện, nếu thật sự luyện thành một loại trong đó. Đủ để tung hoành thiên hạ rồi, cho dù là tứ đại cao thủ của Tùy Cung Liên Thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chương 1435, Hóa Giải 3. Trần Tuyết nói, võ công có cao hơn nữa thì sao chứ? Đến cuối cùng vẫn không phải là trở về với cát bụi ư. Trương Dương nói, không sai, võ công cao hơn nữa ở trước mặt vũ khí hiện đại cũng không chịu nổi một kích, cho dù là thiên hạ đệ nhất thì một quả đạn pháo cũng có thể khiến hắn nổ thành từng mảnh. Trần Tuyết nói, một bộ phận công pháp của sinh tử ấn được ghi lại trong bản dập nghịch chuyển càn khôn, nhưng công pháp không đầy đủ, cũng may bên trên có ghi phương pháp trị liệu sinh tử ấn, bằng không anh lần này chỉ sợ gặp phiền toái rồi. Trương Dương nói, cát nhân tự có thiên tướng, nữ nhân Văn Linh này thật sự rất ác độc. Trần Tuyết nói, có lẽ cô ta cũng có nỗi khổ riêng. Trương Dương nói, cô có nhớ chuyện tôi đã từng nói với cô hay không? Chuyện gì? Trương Dương nói, ý thức của con người có thể xuyên qua thời không? Anh là nói Văn Linh không phải là Văn Linh trước đây. Trương Dương gật đầu nói, tôi dám khẳng định, trong cơ thể của cô ta có hai ý thức bất đồng, một thuộc về Văn Linh trước đây, còn một là Kim Văn Linh, cũng chính là con gái của Kim Bổ Mậu, linh hồn của cô ta xuyên qua thời gian tới đây, đánh bậy đánh bạ thế nào nhập vào trong cơ thể của Văn Linh. Trần Tuyết không hề cảm thấy ngạc nhiên, lạnh lùng nói, thế giới to lớn. Bất kỳ chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Trương Đại Quan Nhân sớm đã quen với sự bình tĩnh của Trần Tuyết rồi, hắn cảm thán nói, Kim Văn Linh phát hiện mình sau khi trở thành Văn Linh đã không thể chấp nhận được hiện thực, cô ta thủy chung muốn trở về thời đại trước đây, hoàn thành sứ mệnh mà cha của cô ta chưa hoàn thành. Trần Tuyết nói, ám sát Tùy Dương Đế. Trương Dương nói, không sai, tôi hoài nghi tất cả hành vi trước đây của cô ta đều có liên quan tới chuyện này. Trương Dương nói, tôi không biết có phải thật sự tồn tại phương pháp nghịch chuyển thời không hay không, nhưng nếu thật sự bị cô ta tìm được, sẽ thuận lợi trở về triều đại Tùy, như vậy cô ta cũng rất có khả năng sẽ giết chết Tùy Dương Đế, lịch sử cũng sẽ bởi vì này sự kiện bởi vì này mà hoàn toàn thay đổi. Trần Tuyết thở dài nói, không sai, nếu cô ta thật sự thực hiện được nguyện vọng, như vậy thế giới mà chúng ta đang sinh tồn sẽ không còn nữa tồn tại nữa. Trương Đại Quan Nhân nói, cái này gọi là hiệu ứng con bướm. Trần Tuyết ý vị thâm trường nói, sẽ không có cái gọi là hiệu ứng con bướm nữa, bởi vì anh đã bẻ gãy cánh con bướm rồi. Trương Đại Quan Nhân 11 giờ thi tới trường Đảng Trung ương, trong thời gian này Tôn Đông Cường và đồng học khác đã gọi điện thoại tới rất nhiều, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên báo danh, lúc chiến dưới còn có lễ khai giảng, đối với bọn họ mà nói là một ngày trọng yếu phi thường. Khi Trương Đại Quan Nhân đến thì tất cả đã kết thúc, từ chỗ Tôn Đông Cường biết được lễ khai giảng hôm nay còn điểm. Trương Đại Quan Nhân từ ngày đầu tiên đã tới muộn rồi. Dưới sự chỉ dẫn của các học sinh, Trương Dương tới văn phòng chủ nhiệm lớp, thằng ôn này rất cẩn thận gõ cửa phòng, thuận tiện nhìn nhìn hai tay mình, hiện tại màu da đã hoàn toàn bình thường. Vào đi, một giọng nói hùng hậu vang lên, Trương Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chủ nhiệm lớp La Quốc Thịnh của bọn họ. La Quốc Thịnh hơn 40 tuổi, đã có chút phát tướng, khi ngồi bụng bia đã lòi ra, cầm trong tay danh sách điểm danh hôm nay. Y ngẩng đầu nhìn Trương Dương một cái rồi vẻ mặt nghiêm túc nói, Trương Dương, cậu còn biết đến đây cơ à? Trương Đại Quan Nhân nghe ra La Quốc Thịnh không vui, hắn cợt nhả nói, chào giáo sư La, hôm nay tôi bị tiêu chảy, vốn muốn xin nghỉ bệnh,
nhưng nghĩ dẫu sao là ngày đầu tiên, tôi phải tới, có câu vết thương nhẹ vẫn phải lên mặt trận mà. La Quốc Thịnh nghe hắn nói thì không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn khống chế được để không bật cười, nói với vẻ trào phúng, cậu đúng là có tới thật, nhưng hiện tại lễ khai giảng đã xong rồi thì cậu mới tới. Trương Dương nói, không đến là trốn học, tới là đến muộn, trên bản chất thì khác nhau. Có điều giáo sư giáo La yên tâm, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. La Quốc Thịnh cuối cùng vẫn mỉm cười, mắng, thằng lẻo mép. Y chỉ vào ghế dựa đối diện, Trương Dương ngồi xuống. La Quốc Thịnh nói, hôm nay lễ khai giảng vô cùng long trọng, Phó Chủ tịch Từ cũng tự mình tới đây phát biểu. Phó Chủ tịch Từ mà y nói là Từ Chiêu Hán, hiệu trưởng trường đảng đương nhiệm, cũng là chú ruột của nhị ca Từ Kiến Cơ mà Trương Dương kết bái. Trương Dương nói, đúng là đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt lãnh đạo. La Quốc Thịnh nói, cậu là lớp trưởng, lẽ ra phải là gương tốt, không ngờ lại làm gương đi muộn. Trương Dương mỉm cười nói, lão sư La à, ông yên tâm, tôi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nhất định sẽ không như vậy nữa. La Quốc Thịnh nhìn thấy thái độ thừa nhận sai lầm của hắn vô cùng thành khẩn, cũng không tiếp tục phê bình hắn nữa, nói khẽ biểu hiện cho tốt đi, thời gian học tập một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, cậu phải biết quý trọng cơ hội học tập lần này, khiêm tốn thỉnh giáo, tranh thủ đề cao tố dưỡng chính trị. Trương Dương nói, lão sư La, lời của ông tôi xin ghi nhớ. La Quốc Thịnh nói, tốt lắm, không còn chuyện gì nữa thì cậu đi đi. Trương Đại Quan Nhân không đi ngay lập tức, đứng dậy nói, lão sư La, có thể xin số điện thoại của ông không? Về sau tôi có chuyện gì hiểu thì còn tiện thỉnh giáo. La Quốc Thịnh nhìn hắn một cái, nghĩ thầm miệng thằng ôn này thật đúng là ngọt, lập tức để lại phương thức liên lạc của mình cho hắn. Trương Dương rời khỏi văn phòng của La Quốc Thịnh, đang chuẩn bị đi tìm Tôn Đông Cường thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nhiệt tình và quen thuộc phía sau vang lên, bí thư Trương. Trương Đại Quan Nhân quay đầu lại, liền thấy bí thư huyện Xuân Dương Sa Phổ Nguyên đứng ở cách đó không xa, lòng đầy kinh hỉ nhìn hắn, Trương Dương không khỏi bật cười, hắn bước nhanh về phía Sa Phổ Nguyên, cầm hai tay Sa Phổ Nguyên rồi ra sức lúc lắc, bí thư Sa, đã lâu không gặp. Sa Phổ Nguyên mặt mày hớn hở, quan hệ của y và Trương Dương trước giờ luôn rất tốt. Trước đây y đảm nhiệm chức huyện trưởng huyện Xuân Dương, Trương Dương chỉ là một cán bộ mới từ Xuân Dương đi ra, nhưng hiện tại người ta đã trở thành bí thư huyện ủy huyện Tân Hải, trên cấp bậc đã ngang hàng với y, và lại, Trương Dương còn là quý nhân của Sa Phổ Nguyên, nếu không phải hắn lúc trước lật đổ bí thư huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng, thì cũng không tới lượt Sa Phổ Nguyên thượng vị. Sa Phổ Nguyên nói, bí thư Trương, tôi mới nghe nói anh lần này cũng tới đây học. Trương Dương cười nói, tôi hôm nay đến muộn. Vừa rồi đi tìm chủ nhiệm lớp để nhận sai. Sa Phổ Nguyên cười ha ha, nói, không phải là vào học chính thức, không sao đâu. Sa Phổ Nguyên tối hôm qua đi chuyến tàu đêm tới đây, sáng sớm hôm nay vừa tới kinh thành đã đến trường đảng báo danh, Trương Dương vẫn chưa kịp báo danh, Sa Phổ Nguyên rất nhiệt tình dẫn đường cho hắn, hai người vừa đi vừa tán gẫu, bởi vì Xuân Dương là cố hương của Trương Dương, lại là địa phương mà hắn khởi bước trên sĩ đồ, hai người tất nhiên có rất nhiều tiếng nói chung. Sau khi Trương Dương báo danh, lại cùng Sa Phổ Nguyên tới nhận chìa khóa ký túc xá, vốn Trương Dương sống chung một phòng với một cán bộ phong trạch, Sa Phổ Nguyên lại chủ động tìm người đó đổi phòng, như vậy y và Trương Dương cùng sống một phòng. Hai người cầm hành lý của mình tới ký túc xá số 318, điều kiện phòng tương đương đầy đủ, có cùng tiêu chuẩn với khách sạn, trong phòng có điều hòa, tivi, điện thoại. Trương Dương vốn không mang theo nhiều đồ, hắn cũng không chuẩn bị sống ở ký túc xá trường đảng. Cùng với Sa Phổ Nguyên ngồi xuống hai chiếc giường đối diện nhau, Sa Phổ Nguyên cười nói, điều kiện của nơi này đúng là không tồi. Trương Dương nói, trường đảng trung ương, điều kiện khẳng định là hơn tỉnh lý thì lại tốt hơn thị lý. Sa Phổ Nguyên gật đầu nói theo, gật đầu nói, đúng vậy. Y cầm chương trình học vừa mới được nhận lên xem, nói khẽ chương trình học cũng không tính là nhiều. Lần này tôi vừa hay dành thời gian đi tham quan kinh thành. Trương Dương nói, bí thư Sa. Anh trước đây chắc đã tới kinh thành rồi. Sa Phổ Nguyên nói, mỗi lần đến đều là cưỡi ngựa xem hoa, làm gì có thời gian mà đi chơi, nói ra cậu đừng cười. Nơi mà tôi thật sự được tới chính là Cố Cung, Trường Thành. Những nơi khác vẫn chưa có thời gian tới. Y mở vali của mình, từ bên trong lấy ra hai hộp trà đưa cho Trương Dương, lão đệ, nếm thử đi. Vừa đóng cửa, Sa Phổ Nguyên đã bắt đầu chèo kéo quan hệ với Trương Dương. Trương Dương cười cười tiếp nhận. Hắn nói với Sa Phổ Nguyên, tôi không mang theo thứ gì hay, trong xe có rượu, lát nữa tôi mời ông uống.
Sa Phổ Nguyên cười nói, thời gian còn dài mà, cơ hội uống rượu của chúng ta có rất nhiều, đúng rồi. Buổi tối thứ bảy này đừng an bài việc gì, chúng ta tới ban chú Kinh Xuân Dương uống rượu, chỗ đó chính là hang ổ cũ của cậu mà. Trương Dương có chút kinh ngạc nói, ban chú Kinh không phải đã hủy bỏ rồi ư? Sa Phổ Nguyên nói, bỏ 2 năm, vốn được sáp nhập vào ban chú Kinh Giang Thành, nhưng như vậy làm việc dẫu sao cũng không tiện, cho nên chúng tôi xin, thượng cấp cũng phê chuẩn cho chúng tôi thành lập lại ban chú Kinh, vẫn ở mảnh đất mua được tại Tây Từ đó. 2 năm nay kinh tế Xuân Dương phát triển không tồi, tài chính huyện cũng khá, làm việc gì cũng thoải mái hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1435.